341, phu quân lại mang tỷ muội trở về. Huyết thần thánh giáo phó giáo chủ đang tại bày ra sát chiêu mạnh nhất, muốn thanh trừ mầm họa lớn. Lâm Tiểu Đồng thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng xem như mạnh hơn bán thánh, hắn vẫn có lòng tin đem thoát ly nắm trong tay là một lần nữa thay đổi trở về. Cũng không có từ đâu tới. Hắn toàn thân không tự kiềm hãm được phát rung, bộ da toàn thân đều từng trận rung lên. Liền phản phất. Người bình thường tiến vào thâm sơn trong rừng hoang, bị cường đại bách thú chi vương để mắt tới đồng dạng. Trong loại từ trong ra ngoài kia rung động sợ, không có người đã trải qua, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cái này sao có thể? Đối mặt tình trạng này, hắn hoàn toàn không bị khống chế hướng bốn phía không ngừng xem. Hắn nhưng là cường đại bán thánh A, làm sao có thể vẹn vẹn bị để mắt tới, liền bị sinh mệnh bản năng phát ra cảnh cáo như thế. Đáng tiếc mặc kệ hắn thấy thế nào, đều không thể phát hiện để cho chính mình như thế tình trạng một cái điểm. Ngược lại hắn cái này đột nhiên gần sóng, để cho xem như đối thủ Lâm Tiểu Đồng bắt được cơ hội. Chỉ thấy sát lục chi khí bộc phát, một thân lâm gia ám vệ hầu hạ Lâm Tiểu Đồng, giống như như đạn pháo từ huyết hải ở trong sông ra. Nhân gian hung khí sát kiếm huy vũ liên tục, mờ mờ kiếm khí tại huyết hải tàn phá bừa bãi. Đối mặt cái này cùng bạo công kích, hắn chỉ có thể cấp tốc tập trung ý chí, tiến hành ứng đối. Muốn hay không hạ xuống. Người kia giống như phát giác được ngươi. Trên bầu trời, mặt thiên thiên nhìn phía dưới chiến trường mở miệng dò hỏi. Trước tiên không nóng nảy. Lâm Phàm cười khoát tay áo. Đối với Lâm Tiểu Đồng cái này vãn bối, hắn kỳ thực vẫn luôn đang chú ý, đồng thời cũng ký thác kỳ vọng cao, cường điệu tiến hành bồi dưỡng lốt điên. Vốn là hắn còn tưởng rằng, phải tiếp qua cái thời gian 1-2 năm mới có thể chân chính một mình gánh vác một phương, dù sao còn quá mức tuổi nhỏ. Có thể để hắn không nghĩ tới, Lâm Tiểu Đồng tốc độ phát triển, lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Bằng vào tiên thiên đỉnh phong thực lực, liền có thể cùng bán thánh đánh đánh ngang tay, ở trong đó càng là càng chiến càng mạnh. Phải biết, nắm giữ viên mãn võ đạo ý chí nửa bước võ thánh cường giả, tại dưới tình huống bình thường, đối với thấp hơn tự thân võ giả cũng là nghiền ép. Lâm Tiểu Đồng lại đánh vỡ điểm này, cái này làm sao không để cho người ta ngoài dự liệu a. Bất quá ra ngoài ý định về ra ngoài ý định, đối với tình trạng này, hắn là tương đương hài lòng. Một mực Lưu Ý Lâm và mặt Thiên Thiên cũng phát giác được cái này hài lòng, một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến cùng ở dưới trên chiến trường. Đang nghiêm túc xem kỹ phía dưới. Mặt Thiên Thiên cũng dần dần phát hiện, phía trước nàng không có phát giác đồ vật. Lấy Tiên Thiên đỉnh phong nghịch phạt bán thánh, đối với chân chính đại địa phương người mà nói, có lẽ không phải cái gì làm cho người rất kinh ngạc tình trạng. Nhưng nếu như cái này Tiên Thiên đỉnh phong, là một đứa bé sơ sinh mà nói, cũng không giống nhau. Phía dưới chính diện chiến hộ vệ, có lẽ còn là một đứa bé con A. À. Mặt thiên thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Phàm không có giấu giếm cái gì, nghe vậy gật đầu trả lời, ân, chính xác vẫn là một đứa bé con, hơn 5 tuổi cái dạng này. Hơn 5 tuổi. Nghe tới câu trả lời này, mặt thiên thiên đôi mắt lại một lần nữa trừng lớn. Tại bọn hắn vị trí chỗ, lợi dụng đủ loại cường đại đang dược cứng rắn chồng, không phải không có biện pháp tích tụ ra quái thai như vậy tới. Nhưng dạng này tích tụ ra tới. Chỉ là chỉ có bề ngoài thôi, liền giống như giấy dáng, đụng một cái liền nát. Nhưng phía dưới đang tại kịch chiến thân ảnh, rõ ràng không chỉ là chỉ có nó biểu, cái kia cực hạn sát ý, để cho nàng cũng ngăn không được ghé mắt. Còn có lấy tiên thiên nghịch phạt bán thánh, đây càng không phải chất đống người có thể làm được. Ngươi là như thế nào làm được? Nàng lại một lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi, càng là tiếp xúc tới, nàng càng là phát hiện mình nam nhân trước mắt này không đơn giản. Vượt qua nàng nhận thức cơ quan thuật, cường đại cá nhân thực lực, bây giờ liền bồi dưỡng ra được hộ vệ, cũng là khủng bố như thế. Đây không phải tận mắt nhìn thấy, Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng tại loại này địa phương nhỏ, sẽ có như thế một cái chân long cấp bậc nhân vật. Ta cũng không có làm quá nhiều cái gì, hết thảy đều chỉ là vận khí tốt thôi." Lâm Phàm cười cười cho trả lời. Bất quá câu trả lời này, mặt Thiên Thiên hiển nhiên là không tin. Chỉ là không chờ nàng hỏi nhiều, dưới đáy chiến trường liền xuất hiện biến cố. Chỉ thấy vô tâm tái chiến phó giáo chủ, sau khi cùng Lâm Tiểu Đồng dây dưa một phen, liền định trước tiên chiến lược tính chất rút lui. Rất rõ ràng. Loại kia tùy thời đều có đại khủng bố buông xuống ác bách, để cho hắn sợ hãi. Bất quá Lâm Phàm tất nhiên trở về, đối phương đang muốn chạy, điều này có thể sao? Căn bản vốn không cần Lâm Phàm ra tay, Lạc Đường biết quay lại lão hòa thượng, liền từ thanh loan cơ quan thú cửa khoan nhảy xuống. Đối với cường đại bán thánh mà nói, không trung tự do hạ xuống cũng không phải vấn đề gì, hùng hậu công lực có thể nhẹ nhõm triệt tiêu lực trùng kích. Chiến lược lui về phía sau phó giáo chủ, đang thi triển thân pháp lao nhanh mà đi, vừa rồi mượn nhờ đụng nhau lực trùng kích, hắn kéo ra rất xa khoảng cách. Còn không chờ hắn buông lỏng một hơi, từ trên trời giáng xuống lão hòa thượng, liền đập ầm ầm trên mặt đất ngăn cản hắn mà đi lộ, A Di Đà Phật, thánh giáo bằng hữu nếu đã tới, hà tất đi vội vã đâu. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc, giống như gặp được lão bằng hữu. Khoảng không long lão con lừa trọc. Đối với cảng đường lão bằng hữu, huyết thần thánh giáo phó giáo chủ một chút liền nhận ra thân phận. Nếu như là dĩ vãng, song phương xem như đối thủ một mất một còn, hắn không ngại cùng đối phương thật tốt ôn chuyện một chút. Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ ở lại chỗ này nữa, loại kia đại khủng bố tùy thời buông xuống áp bách, để cho hắn lúc này chỉ muốn tấp tốc rời đi nhưng lão hòa thượng từ trên trời giáng xuống chính là muốn ngăn cản đối phương rời đi lúc này làm sao lại để cho đối phương toại nguyện đâu a di đà phật thí chủ ngươi nhập ma đã sâu liền để lão nạp tới siêu độ ngươi đi đối mặt với đối phương nhục mạ lão hòa thượng lần nữa miệng vịnh phật hiệu liền cường thế ra tay rồi bị lâm phàm tinh thần thủ đoạn mê huyễn lúc này phật môn lão hòa thượng là một cái lạc đường biết quay lại người muốn thanh lý thế gian gian ác tới rửa sạch chính mình đã từng phạm vào tội nghiệp đến nỗi thế gian này gian ác là cái gì tự nhiên là cùng lâm phàm người đối nghịch cũng là bởi vì điểm này, hắn đối với tà giáo phó giáo chủ ra tay, không có chút nào giữ lại, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Khổng Lồ Phật Đà hư ảnh xuất hiện, muốn đem tà giáo đầu lĩnh trực tiếp vật lý siêu độ. Ngươi con lừa trọc này. Đối mặt tình trạng này, tà giáo phó giáo chủ coi như lại không tâm tái chiến, ở thời điểm này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đối mặt cùng cấp bậc cao thủ, nếu như tùy ý đánh giết, coi như hắn có bất tử chi thân, cũng phải tư sống bị đánh chết tại chỗ. Lâm gia trang viên cửa ra vào. Đối mặt mới bộc phát chiến trường còn có vật môn cao thủ, Long Quỳ có chút sửng sốt. Bất quá theo một thân ảnh xuất hiện, nàng rất nhanh liền minh bạch là tình huống gì. Phu quân. Thân ảnh này tự nhiên là Lâm Phàm, ngay tại lão hòa thượng từ trên trời giáng xuống thời điểm, Thanh Loan cơ quan thú cũng hạ xuống. Long Quỳ thấy được nàng trở về, lập tức cao hứng tiếng lên đón. Ân, khổ cực các ngươi. Lâm Phàm vuốt vuốt mái tóc con dâu, cười cười mở miệng nói ra. Không khổ cực. Long Quỳ lắc đầu trả lời, so với nhà mình phu quân trả giá, nàng không cảm thấy chính mình nơi nào cực khổ, ngược lại luôn cảm thấy chính mình đại bộ phận thời điểm đều không thể giúp phu quân chiếu cố đối với loại này hiểu chuyện con dâu lâm phàm cưng chiều lần nữa sờ lên đầu long quỳ rất hưởng thụ phu quân vuốt ve bất quá rất nhanh liền bị đi theo mà đến mặt thiên thiên hấp dẫn đi ánh mắt phu quân mình đây là lại mang tỷ muội trở về tấu chương xong chương 342, là mù quán tự tin nhìn thấy nhà mình phu quân mang tuổi trẻ nữ tử trở về long quỳ con dâu này ý nghĩ đầu tiên chính là phu quân lại mang tỷ muội trở về đây không phải nàng suy nghĩ nhiều mà là tại những ngày qua đến nay, Lâm Phàm đã không phải là lần thứ nhất lĩnh tỷ muội về nhà. Trước mặt một lần, càng là duy nhất một lần cho các nàng lĩnh hai cái tỷ muội trở về. Lâm Phàm cũng minh bạch điểm ấy, cho nên cười giảng giải, đây là mặt Thiên Thiên, lần này ra ngoài nhận biết một người bạn, biết rõ chúng ta trong nhà xảy ra chuyện, liền dùng tọa kỵ tiễn ta về nhà tới, ngươi cũng không nên đi suy nghĩ nhiều. Ân. Ừ. Long Quỳ nghe vậy khẽ gật đầu, không xem qua quan lại không từ mặt Thiên Thiên trên thân rời đi. Hình dạng phương diện không nói trước, có thể bị Lâm Phàm cái này phu quân lãnh về nhà, liền không có một cái là cái gì đơn giản nữ tử. Chân chính để cho Long Quỳ lấm lét, là mặt thiên thiên loại kia đặc hữu khí chất, loại kia đến từ đại địa phương độc hữu khí chất, cái này cùng bọn hắn người nơi này là hoàn toàn khác hẳn. Trừ này còn có thực lực cảnh giới. Nhìn xem số tuổi so trả lại nàng nhỏ một chút, nhưng lại có tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù so với nàng yếu, cần phải biết rằng, nàng bây giờ có được thực lực, là bởi vì nàng có lâm phàm thần này dược sư phu quân bồi dưỡng nếu là không có lâm phàm cái này phu quân nàng bây giờ còn tại tiên thiên trung kỳ quay tròn đâu thực lực tăng lên nào có dễ dàng như vậy hơn nữa lốt điên trước mắt thiếu nữ này mặc dù thực lực cảnh giới so với nàng thấp một cái cấp bậc nhưng tại trên người của đối phương nàng lại phát giác được nồng đậm uy hiếp bờ phản phất trên người đối phương có cái gì kinh khủng đại sát khí có thể tùy thời uy hiếp bờ nhận được nàng cũng là bởi vì điểm này nàng không tự kìm hãm được đối với đối phương quan sát mà tại long quỳ ánh mắt dò xét lúc mặt thiên thiên cũng đánh giá long quỳ tại người xuyên long bào long quỳ trước mặt mặt thiên thiên thừa nhận mình có nhiều chỗ là so ra kém nhất là đế hoàng uy nghi liền nàng cái này đại địa phương người đều ngăn không được ghé mắt còn có thực lực cảnh giới nàng thế nhưng là mặt gia kiệt xuất nhất truyền nhân dù là càng có khuynh hướng cơ quan thuật nhưng tại thực lực phương diện này vẫn là thế hệ trẻ người nổi bật coi như tại đại tần đế quốc cùng tuổi cũng không có mấy cái có thể so sánh được nàng nhưng trước mắt nghiên linh xấp xỉ như nhau nữ tử nhưng thực lực cảnh giới cao hơn nàng một đầu lại là công lao của hắn sao mặt thiên thiên hít sâu một hơi lại một lần hướng nam nhân kia nhìn qua bất quá lần lượt trùng kích vào nàng cũng từ từ quen dần rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đối mặt long quỳ ánh mắt nàng tự nhiên hào phóng tự giới thiệu mình ta gọi mặt thiên thiên về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn long quỳ đối với cái này cười gật đầu ta gọi long quỳ là lâm phàm thê tử chiếu cố lời nói không dám nói mọi người cùng nhau cùng nỗ lực cùng một chỗ cùng nỗ lực mặt thiên thiên nghe vậy sửng sốt một chút lời này nghe giống như mọi người cùng nhau cố gắng đây có phải hay không là có chút dùng từ không làm a à cũng không có đợi các nàng nói thêm gì nữa, trên chiến trường lại lần nữa xuất hiện biến cố. Mà hết thảy này đầu nguồn, chính là Lâm Phàm chủ trang viên này người xuất hiện. Tà giáo phó giáo chủ, khi nhìn đến Phật môn cái này đối thủ cũ xuất hiện, còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh mà nói, khi nhìn đến Lâm Phàm chủ trang viên này người lúc, triệt để không bình tĩnh. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được, cái kia vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn trung sợ người. Là cái kia vô địch vương hầu. Hắn cái kia chó săn, dù là lúc này thân ở tuyệt cảnh, vẫn như cũ còn tại tận trung tận trách. Nhìn thấy chủ nhân hướng Lâm Phàm nhìn lại, hắn liền làm hết phận sự mở miệng giới thiệu đến. Vô địch vương hầu sao? Tà giáo phó giáo chủ, thần sắc tại thời khắc này ngưng trọng đến cực hạn, trước đó hắn tưởng rằng khuếch đại, một cái địa phương nhỏ mà thôi, dù thế nào lợi hại cũng liền như vậy. Mặc dù kịp mũi coi thường là hắn trang, mê hoặc thế nhân một loại thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, đối với vô địch vương hầu nghe đồn, hắn cũng không cỡ nào đi xem trọng. Nhưng bây giờ chân chính gặp mặt, hắn mới phát hiện chính mình dĩ vãng sai hoàn toàn. Vô địch vương hầu nghe đồn, thật sự không có khuếch đại, thậm chí còn bị rút nhỏ loại kia một ánh mắt nhìn chăm chú liền để hắn trong lòng run sợ năng lực hắn chỉ ở một chỗ đụng phải đó chính là cường thế đem bọn hắn toàn bộ đè bại đăng đỉnh bảo tỏa giáo hoàng hắn cho là dạng này vô thượng tồn tại phóng nhãn thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái có thể để hắn vạn lần không ngờ tại cái này hắn dĩ vãn nhìn không thuận mắt địa phương nhỏ vậy mà xuất hiện một cái như vậy giáo chủ đại nhân tình trạng hiện tại đối với chúng ta có chút bất lợi a à, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào chó săn mở miệng hỏi thăm đồ đần cũng nhìn ra được tình huống bây giờ không ổn nhóm lửa đạn tín hiệu a tà giáo phó giáo chủ vô cùng rõ ràng điểm này nghe vậy liền kiên quyết mở miệng nói ra là chó săn không có chút gì do dự cấp tốc lấy ra một cái đặc chế xuyên vân tiễn ngươi không ngăn lại sao bởi vì trên chiến trường biến cố sự chú ý của mặt thiên thiên một lần nữa trở lại trên chiến trường lúc này nhìn thấy đối phương lấy ra xuyên vân tiễn nhưng lâm phàm lại không có mảy may muốn ngăn chặn ý tứ liền thấy hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm lấy lâm phàm thực lực muốn ngăn chặn điểm này có thể nói dễ dàng nhưng bây giờ lại tùy ý đối phương thi triển cái này khiến nàng lại một lần sinh ra nghi ngờ tại sao phải ngăn lại lâm phàm cười ha hả hỏi lại mặt thiên thiên đối với cái này hơi hơi nhíu mày nàng cảm thấy lúc này lâm phàm có chút tự đại dù sao biết rõ đối phương có hậu chiêu còn tùy ý đối phương đi tiến hành thi triển cái này dù thế nào tự tin đều không tất yếu như thế mù quán a mà đối với tình trạng này lâm phàm cũng không có đi giảng giải cái gì không để đối phương đem tất cả hậu chiêu đều dùng đi ra hắn làm sao có thể duy nhất một lần đem tai họa ngầm cho thanh lý mất phải giải quyết cái này phó giáo chủ rất đơn giản lấy thực lực của hắn bây giờ, bán thánh cấp bậc cường giả, hắn tiện tay liền có thể trấn áp. Nhưng những này tà giáo đồ, liền giống như trong khe cống ngầm chuột, nếu như không giống nhau thứ tính toàn bộ giải quyết đi, phải giải quyết liền phiền toái. Chờ ngươi lơ đẳng thời điểm, liền nhảy ra cho ngươi làm điểm phá hỏng cái gì, tuyệt đối có thể để ngươi cực độ sảng khoái. Mặt Thiên Thiên không rõ ràng điểm này, cảm thấy cử động như vậy có chút cuồng vọng, nhưng thực tế như thế nào bản thân hắn rất rõ ràng. Long Quỳ cũng biết điểm này, tăng thêm nàng đối với phu quân mình tuyệt đối tín nhiệm, đồng dạng cũng không có đi ngăn lại cái gì không có ai ngăn lại chó săn lấy ra xuyên vân tiễn rất thuận lợi trên không trung dẫn bạo đặc chế xuyên vân tiễn rất vang dội giống như kinh lôi toàn bộ bên trong đều đều nghe được giáo chủ đại nhân gửi tín hiệu ở chính giữa đều các ngõ ngách có một đám tà giáo đồ tìm phục tại trong đó bọn hắn ngụy trang thành cư dân bình thường bộ dáng nhìn liền liền giống như người bình thường nhưng theo xuyên vân tiễn vang lên bọn hắn nhao nhao tháo xuống ngụy trang trên người bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động mà bọn hắn hành động này toàn bộ đều bị trên không tuần sát cơ quan liễu bắt lấy đến lưu thủ bên trong đều ám vệ, tại trước tiên liền bắt đầu chuyển động. Lão hòa thượng xuất hiện sau đó, từ trên sân mất đi bóng dáng Lâm Tiểu Đồng, chính là nhận được Lâm phàm truyền âm đi an bài chuyện này. Hắn dự liệu được tà giáo đồ sẽ có hậu chiêu, bây giờ cũng không có ra dự liệu của hắn. Bất quá những thứ này tà giáo đồ động tác thật nhanh, ở trong tối vệ đuổi tới phía trước, liền đem cần việc làm cho hoàn thành. Đó chính là phóng hỏa. Tại trong toàn bộ đều riêng cái khu vực phóng hỏa. Rất rõ ràng, tà giáo phó giáo chủ chuẩn bị hậu chiêu, chính là muốn lợi dụng bên trong đều riêng khu vực hỏa hoạn hấp dẫn lực chú ý, từ đó có thể mượn cơ hội đi thoát thân. Cái này không thể không nói rất hữu hiệu. Bên trong cũng là Đại Long Vương Triều Đô Thành, tự nhiên là không cho phép còn có. Bất quá đó là đối với những người khác mà nói, tại trước mặt Lâm Phàm, cái gọi là phóng hỏa, chỉ là một loại tiểu hài tử đùa giỡn cử động thôi. Tại mặt thiên thiên càng cho là hắn là quá tự đại trong ánh mắt, hắn tiện tay từ trên người lấy ra một khối ngọc thạch, trong triều đô thành tường cái nào đó lỗ khảm chỗ nhẹ nhàng ném tới. Theo ngọc thạch rơi vào lỗ khảm, cuồng phong không biết từ đâu bắt đầu thổi tới, tiếp lấy toàn bộ bên trong đều bầu trời rất nhanh mây đen kéo tới dày đặc rầm rầm dọc lớn dọc lớn nước mưa rơi xuống tà giáo đồ phóng hỏa rất nhanh liền bị mưa to dội tắt đối mặt tình trạng này phóng hỏa tà giáo đồ cấp tốc muốn rời khỏi có thể chờ đợi bọn hắn đã lâu ám vệ làm sao có thể để cho bọn hắn toại nguyện theo kiếm quan không ngừng thoáng qua những thứ này tà giáo đồ toàn bộ bêu đầu tại chỗ bất quá cảm thấy lâm phàm mù quán tự đại mặt thiên thiên lại không có chú ý những thứ này lúc này nàng ngơ ngác nhìn qua đột nhiên mưa to gió lớn bầu trời hô phong hoáng vũ đây không phải chỉ có Long đế bệ hạ ngự bút thân phong thâm thiên dám giám, giám chính đại nhân, mới có thể có năng lực sao?" Thiếu nữ cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, tại thời khắc này lại một lần hơi hơi nới rộng ra. Tấu chương xong. Chương 343, về sau trong nhà lại muốn thêm ra một cái tỉ muội. Lại một lần. Đến từ đại địa phương thiếu nữ, lại một lần bị địa phương nhỏ người rung động đến. Hơn nữa một lần này rung động, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải tới kịch liệt. Hô Phong Hoáng Vũ. Cái này mặc kệ đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng là một loại không được năng lực coi như tại đại tần đế quốc cũng chỉ có long đế ngự bút thân phong khâm thiên giám giám chính mới có thể mượn nhờ quốc vận dùng ra loại năng lực này trừ cái đó ra tại không có người có thể thi triển hơn nữa coi như có thể thi triển cũng cần thời gian dài chuẩn bị trong đó phải hao phí đồ vật ngay cả đế quốc trưởng khống giả đều phải đau lòng nhưng lâm phàm thi triển đâu cũng là tiện tay ném ra một khối ngọc thạch mặc dù ngọc thạch này giá trị cũng không rẻ nhưng so với để cho đế quốc đều đau lòng tiêu phí liền chính trâu mất sợi lông cũng không tính thậm chí không phải một cái lượng cấp dạng này một cái quái thai đến cùng là ai dạy đi ra ngoài a à? vẫn là trên thế giới này thật có sinh ra đã biết người mặt thiên thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía nam nhân thần sắc lại một lần nữa thay đổi cái này đã không thể nói là sâu không lường được mà là chính là một mảnh vực sâu càng là chú ý thì càng phát hiện căn bản nhìn không thấu khi ngươi cho rằng đã nhìn thấu lúc cuối cùng lại phát hiện vẻn vẹn một góc của băng sơn mà đối mặt vẻ mặt như thế biến hóa lâm phàm chỉ là trở về lấy quen thuộc miễn cười nhưng cái này quen thuộc mỉm cười lại cho mặt thiên thiên hoàn toàn không giống cảm giác không để cho nàng tự kiềm chế có chút đắm chìm thật có thể hô phong hoáng vũ lốt điên hạ đạt chỉ lệnh phó giáo chủ không để ý nhiều như vậy loạn thất bát tao nhìn thấy lâm phàm một động tác liền đưa tới mưa to gió lớn đem chính mình lưu hậu chiêu cho trực tiếp nghiền nát đi hắn tâm trong nháy mắt liền chìm vào đáy cốc đối với lâm phàm có thể hô phong hoáng vũ tại phương bắc nhân viên tình báo cũng cho hồi báo bất quá đối với tình trạng như vậy hắn là ông thái độ chất vấn cảm thấy chỉ là vận khí không tốt trùng hợp gặp gỡ thôi nhưng bây giờ một lần còn có thể nói là trùng hợp nhưng hai lần còn có thể nói là trùng hợp sao vận khí của bọn hắn cứ như vậy xui xẻo mỗi lần thi triển sát chiêu lúc đều đụng tới mặc dù có khả năng này nhưng tự mình kinh nghiệm phó giáo chủ hiển nhiên là không tin giáo chủ đại nhân bây giờ bây giờ chúng ta nên làm cái gì chó săn tại thời khắc này luống cúng nói chuyện đều có chút sĩ sĩ sách sách đối mặt loại này tiên thần mới có năng lực hắn thật sự bị giật mình phó giáo chủ ánh mắt không ngừng lấp lóe cuối cùng biến thành kiên quyết, cái này còn có thể làm như thế nào, liều mạng nhân sinh một lần cuối cùng a. À. Lời nói rơi xuống, hắn liền không có ý định lại rút lui cái gì, bây giờ cũng không cách nào rút lui. Chỉ có đụng một cái, mới có thể có khả năng còn sống. Dết. Không có chơi liều cái gì, kiên quyết xuống phó giáo chủ, liền bộc phát ra trong đời tối cường chiến lực, giống lão hòa thượng phát ra xung kích. A di đà Phật. Lão hòa thượng thần sắc không thay đổi, trạng thái của hắn bây giờ mặc dù không đúng kình, nhưng dạng này thuần túy trạng thái, lại làm cho thực lực của hắn có thể thời khắc duy trì đỉnh phong nhất. Đối mặt tà giáo phó giáo chủ xung kích, hắn không có nhượng bộ chút nào, đồng dạng bạo phát ra nhân sinh sức chiến đấu mạnh nhất. Ta cũng liều mạng. Còn lại chó săn cũng bị nhà mình phó giáo chủ kiên quyết cho ảnh hưởng tới, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, để mắt tới thực lực cảnh giới giống như chính mình, nhưng lại tại giữa sân liếc mắt liền nhìn ra rất trọng yếu mặt thiên thiên lao đến. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần đem cái này nhân vật trọng yếu khống chế lại, cái kia không đơn thuần là chính mình, ngay cả mình trung thành phó giáo chủ cũng nắm giữ có thể còn sống đến nỗi trực tiếp chạy trốn bị loại này cường giả vô địch nhìn chằm chằm chạy trốn chỉ là đem một lần cuối cùng sinh cơ đánh mất vì để tránh cho long quỳ hiểu lầm mặc thiên thiên chỗ đứng cách lâm phàm có chút khoảng cách cũng là bởi vì điểm này vị chó săn cho rằng là một chút hy vọng sống bất quá đối với lâm phàm loại này cường giả mà nói một điểm khoảng cách đây tính toán là cái gì chỉ là không đợi lâm phàm ra tay mặc thiên thiên liền mở miệng nói lâm công tử không cần ngươi tới ra tay người này tất nhiên để mắt tới tiểu nữ tử vậy thì do tiểu nữ tử đến giải quyết a hảo Đối với điều thỉnh cầu này, Lâm Phàm không có cái gì do dự liền gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn xem đại địa phương biết người thủ đoạn. Cảm tạ Lâm công tử. Mặt Thiên Thiên lần nữa nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy liền nâng lên thon dài tay ngọc hướng bên hông sờ một cái. Cũng không biết mảnh khảnh eo có thế giấu ở cái gì, nhưng làm bàn tay của nàng khẽ đảo, một đóa tinh xảo ngân sắc hoa sen liền xuất hiện tại trên lòng bàn tay của nàng, cánh hoa quay tròn chuyển động. Một đóa này màu bạc hoa sen, đại khái người trưởng thành nắm đấm không xê xích bao nhiêu, nhìn xem sinh động như thật, nhưng thực tế không phải chân chính mọc ra hoa sen, mà là một đóa từ ngân sắc kim loại, chế tạo ra một cái đồ vật. Sắc lục hoa sen, chúng ta mặc gia cơ quan đạo đỉnh cấp cơ quan sát khí, đều xem như đối mặt bán thánh, cũng có uy hiếp bờ cực lớn lực. Thiếu nữ thanh âm truyền ra, tiếp lấy cái kia thon dài ngón tay ngọc tại trên hoa sen một hồi điểm nhẹ, vốn là chậm rãi chuyển động ngân sắc cánh hoa, liền rầm rầm cấp tốc chuyển động. Khi cái này chuyển động trở thành tàn ảnh, từng đóa từng đóa cánh hoa lập tức thoát ly mà ra. Hư hư hư. Hư không bị phá ra âm thanh vang lên, chỉ thấy từng đạo hào quang màu bạc thoáng qua, mang theo từng đóa từng đóa huyết sắc bọc nước xuống một khắc, dùng hết hết thảy muốn đoạt đến một chút hy vọng sống chó săn, vọt tới trước động tác liền lập tức định cắt xuống. Giáo chủ đại nhân, ti chức đã tận lực, đã tận lực, đã. Chó săn nói nhỏ muốn quay đầu, nhìn lại mình một chút chủ tử, nhưng cuối cùng chỉ tới kịp quay lại một nửa, liền ngã trên mặt đất. Chỉ thấy ngửa mặt ngã xuống đất hắn, chỗ mi tâm có một đạo huyết ấn không ngừng ra bên ngoài rướng máu, còn có cổ họng động mạch chủ cùng trái tim loại này nhân thể chỗ trí mạng, cũng đồng dạng không ngừng tuôn ra máu tươi. Rõ ràng những thứ này chỗ trí mạng, đều bị sự đã kích mang tính chất hủy diệt đây chính là mặt gia cơ quan sát khí có chút tương tự với truyền thống ám khí nhưng ở tinh vi cơ quan gia trì nhưng lại có truyền thống ám khí không có kinh khủng lực sát thương một cái tiên thiên đỉnh phong đại cao thủ liền phản ứng đều không làm được liền bị tuyệt sát trong đó uy lực như thế nào không cần nhiều lời loại này cấp bậc đại cao thủ tại trăm vạn đại quân trước mặt đều có thể tùy ý ngang dọc là chân chính nhân gian hung khí siêu phàm thoát tục nhưng tại cái này tuyệt sát phía dưới lại không có chút nào sức chống cự lâm công tử cảm thấy ta cái này mặt gia đỉnh cấp cơ quan sát khí như thế nào trong lúc đưa tay dây một tôn tiên thiên đỉnh phong đại cao thủ một mà tiếp bị chấn động mặt thiên thiên cũng giống như tìm về một chút tự tin lật tay đem còn lại ngân sắc hoa sen thu hồi liền mang theo yên nhiên nụ cười nhìn về phía lâm phàm hỏi thăm ân rất không tệ lâm phàm lần nữa cười cười đưa ra tán thành mà đối mặt dạng này tán thành mặt thiên thiên cũng là trước nay chưa có vui vẻ không biết đạo vì cái gì nàng càng ngày càng ưa thích trước mắt nam nhân đối với chính mình công nhận long quỳ yên tĩnh nhìn xem hai người đối thoại khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt còn nói là bằng hữu bình thường cái này nói ra ai sẽ tin tưởng ngược lại nàng thì sẽ không tin tưởng xem ra trong nhà lại phải thêm một cái tỷ muội ta cái này làm tỷ tỷ phải chuẩn bị một cái như thế nào lễ vật mới thích hợp đây long quỳ tự hỏi như thế đối với mới tỷ muội lễ gặp mặt nàng vẫn luôn hết sức chăm chú làm tốt một cái tỷ tỷ nên làm mà cùng lúc đó trong khoảng cách đều không xa trên quan đạo liễu không khói mang theo đàm tỉnh tỉnh cô muội muội này tại một đội tinh nhuệ ám vệ dưới sự hộ tống cưỡi xe ngựa không ngừng hướng lâm gia trang viên tới gần đàm tỉnh tỉnh cái này yên tĩnh thiếu nữ khuôn mặt có chút đỏ bừng, tư thái có chút ngại ngùng, không biết đạo ngồi chung liễu không khói nói với nàng cái gì, ngược lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác hẳn. Tỷ tỷ, dạng này thật thích hợp sao? Nhăn nhó một hồi, nàng đỏ mặt hướng mình tỷ tỷ hỏi ra một câu nói như vậy. Tấu chương xong. Chương 344, mùi mùi ngươi cũng không hy vọng gia gia ngươi có việc gì. Tỷ tỷ, dạng này thật thích hợp sao? Đàm tỉnh tỉnh mở miệng hỏi, khuôn mặt tại thời khắc này trước nay chưa có đỏ bừng. Không phải da mặt mỏng của nàng, mà là liễu không khói tỷ tỷ này nhắc đến sự tình đối với một thiếu nữ mà nói quá mức ngượng ngùng không có cái gì không thích hợp hơn nữa gia gia ngươi tình trạng rất phiền phức chỉ có là chân chính người một nhà mới có thể cam đoan tỷ phu ngươi dốc hết toàn lực bằng không khó mà xử lý liễu không khói ánh mắt kiên định nhìn xem đàm tĩnh tỉnh tỉ đôi mắt nói muội muội ngươi cũng không muốn gia gia ngươi huyết chú không chiếm được giải quyết a à. đối mặt cái này ánh mắt kiên định đàm tĩnh tỉnh tỉ mặc dù vẫn như cũ sắc mặt đỏ ửng thế nhưng không tiếp tục đi phản bác cái gì yên tĩnh đều nghe tỷ tỷ thiếu nữ cuối cùng mở miệng nói ra không đơn thuần là vì cứu mình gia gia, còn có đối với trong đầu khắc sâu ấn tượng thân ảnh, nàng cũng không có bất luận cái gì bài xích, thậm chí ẩn ẩn chờ mong. Nghe được câu trả lời này, Liễu Không Khói trong đôi mắt có phức tạp lấp lóe mà qua, bất quá rất nhanh lại trở nên kiên định xuống. Nàng là một cái rất dễ dàng ghen người, đến bây giờ cũng không có mảy may biến hóa. Nhưng Lâm Phàm cái này phu quân, là quá hoa tâm hay là quá ưu tú? Mỗi một lần đi ra ngoài, đều biết lĩnh một cái tỷ muội trở về, thậm chí một lần chính là hai cái lần này lần nữa ra cửa, làm không tốt lại sẽ mang một cái trở về. Lốt điên. Xem như thích ăn giấm người, nội tâm của nàng là có chút không vui, nhưng là một cái thê tử, nàng lại không thể ngăn cản gia tộc khai chi tán dịp. Nhất là lâm phàm cái này phu quân, là lâm gia dòng độc đinh, nàng thì càng không thể ngăn cản. Đối mặt loại tình huống này, tại một cái nội tâm dãy dụa đi qua, nàng quyết định cuối cùng, cùng để cho phu quân mình ở bên ngoài tìm chưa quen biết, còn không bằng chính mình hỗ trợ tìm quen thuộc. Biết cốt biết rễ tình huống phía dưới, không cần lo lắng về sau có hợp hay không có được vấn đề ngoại trừ, còn có nàng không muốn thừa nhận một cái điểm. Đó chính là đối mặt ẩn ẩn bảo đoàn hai cái thần nữ tỷ muội, nội tâm nhạy cảm nàng phát giác được uy bờ cũng nghĩ tìm tỷ muội tới bảo đoàn, để tránh bị phu quân mình quên mất. Vừa vặn đụng tới Đàm Tỉnh Tỉnh cái này khuê mật muội muội tình trạng, liền có cái này sau này. Yên tâm đi, tỷ phu ngươi cũng là thích ngươi, về sau chúng ta là người một nhà, ngươi sự tình chính là chúng ta tất cả mọi người chuyện. Liễu không khó suy nghĩ dần dần rõ ràng, nắm lấy Đàm Tỉnh Tỉnh tay mở miệng an ủi. ân theo cái này an ủi đàm tĩnh tĩnh gợn sóng nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại từ trước đây cảm xúc đã biến thành chờ mong lâm gia trang viên cửa ra vào theo chó săn bị miễu sát tà giáo phó giáo chủ tâm triệt để u ám hắn biết mình xong con nhé, đối mặt từng cái sâu không lường được nhân vật hắn coi như lại liều mạng kết cục đều đã chú định thực tế cũng chính xác như thế dù là lâm phàm không có ra tay nhưng mấy người hoàn thành nhiệm vụ trở về lâm tiểu đồng gia nhập vào trong chiến đấu coi như nắm giữ bất tử chi thân năng lực cũng chỉ là nhiều gặp giày vào thôi thật không nghĩ tới ta có một ngày lại sẽ ở loại địa phương này ngã xuống. Đối mặt song trọng hỗn đánh, thân bất tử năng lực cuối cùng dần dần tiêu vong, chỉ có một câu cảm khái ở trong sân vườn quanh. Lại một cái huyết thần thánh giáo phó giáo chủ, đạt đến bán thánh cấp bậc tồn tại, đang nhắm vào Lâm Phàm quá trình bên trong, triệt để ngã xuống. Đây là vẫy rồng. Lâm Phàm tiếp nhận Lâm Tiểu Đồng đưa cho mình chiến lợi phẩm, cũng chính là tà giáo phó giáo chủ phía trước dùng để tìm cái gì vẫy màu vàng kim. Cái này vẫy màu vàng kim, đối mặt bán thánh cấp bậc cường giả chém giết vẫn như cũ không tổn hao gì, phía trên lộng lẫy còn tại lué lên lué lên lấy, là vẫy rồng. Long quỳ tại bên cạnh yên lặng cảm giác một phen, cấp ra đáp án xác thực. Hoàn toàn hấp thu lão long đưa tặng vẫy ngược sức mạnh, nàng thành công kích hoạt huyết mạch, trở thành giống như lớn long thái tổ chiến long thể chất. Đối với long loại thuộc tính này, có thể nói là nhạy cảm nhất, không khả năng sẽ có sai. Nó cái này lóe lên chợt lóe, hẳn là cùng đồ vật gì tiến hành cảm ứng. Mặt thiên thiên cũng đứng tại bên cạnh, lúc này cũng đi theo mở miệng nói ra. Có được tuệ tâm, nàng có tối tinh tế sức quan sát, một chút dấu vết để lại, nàng liền có thể phân tích ra nguyên tắc tình trạng lâm phàm tiếp nhận lân phiến đều không cần chính mình động não hai nữ nhân liền cho hắn phân tích tốt phụ trách gật đầu liền có thể cái này không thể không nói liền vô cùng nảy tưởng nhớ sớm biết lưu người kia một mạng đối phương phí hết tâm tư tới đây hẳn là lợi dụng cái này lân phiến đang tìm cái gì có thể để cho một cái bán thánh trăm phương ngàn kế làm như thế cái này tìm đồ vật tất nhiên sẽ không đơn giản long quỳ có chút đáng tiếc mở miệng nói lâm phàm cười cười khoát tay không sao mặc dù ta lần thứ nhất gặp cái này lân phiến nhưng nếu như cái này lân phiến thực sự là vẫy rồng mà nói ta có lẽ biết đối phương đang tìm cái gì. Tìm cái gì? Hai nữ đều hiếu kỳ nhìn sang. Lâm Phàm không nói gì, an bài Lâm Tiểu Đồng cùng lão hòa thượng quét dọn chiến trường, hắn liền cầm lấy lân phiến đi vào trang viên ở trong. Long Quỳ không có chút nào điều kiện tín nhiệm phu quân của mình, thấy vậy cấp tốc đi theo ở phía sau. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Mặt Thiên Thiên mặc dù không có như thế, nhưng một đường tiếp xúc tới, nàng đối với Lâm Phàm cái này mới quen không lâu bằng hữu, đã sinh ra chính nàng đều không nhận ra được đặc thù tín nhiệm. Lúc này đối mặt tình trạng này, nàng cùng thị nữ của mình tiểu hồng phân phó một câu cũng đồng dạng đi theo cước bộ đi vào trang viên có đối với tìm kiếm chi vật rất hiếu kỳ cũng có muốn cùng theo tại người nào đó sau lưng muốn đem sâu không lường được mê vụ tiết lộ quyết định trong trang viên lâm phàm không có mù đi dạo cái gì trực tiếp hướng chính mình chế tạo trụ sở bí mật mà đi cái trụ sở bí mật này cũng không phải lúc trước dùng để dưỡng cổ trùng bí mật kia căn cứ mà là hắn bình thường lộng đồ chơi nhỏ chỗ bất quá có một chút là tương tự, đó chính là những thứ này hắn cố ý chế tạo trụ sở bí mật, đều có vô số cơ quan cạm bẫy thủ hộ. Liền xem như bán thánh. Nếu như dám xông vào, không chết cũng phải lột một tầng da, hơn nữa còn không cách nào xông vào. Thật tinh vi cơ quan cạm bẫy, vốn cho là hắn chỉ tinh thông cơ quan thú chi nhánh, không nghĩ tới ngay cả phương diện này cũng đồng dạng tinh thông. Mặt thiên thiên theo ở phía sau, một đường nhìn xem lâm phàm đem cơ quan cạm bẫy mở ra, nàng lại 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 một lần khen ngợi. Cái này đã không biết là mấy lần, bất quá nàng vẫn là không cách nào nhịn được. Long Quỳ nhìn xem dạng này nàng, phản phất nhìn thấy chính mình trước kia cái bóng. Lúc đó nàng cũng là cái dạng này, cuối cùng từng bước một luân hãm vào trong đó. Bây giờ lần nữa trông thấy, nàng càng xác định chính mình phải chuẩn bị từ sớm dễ thấy mặt lễ. Lâm Phàm đồng thời không có phát giác được điểm ấy, trên tay hắn cầm vẫy màu vàng kim, theo hắn mở ra cơ quan cảm bẫy tiến vào trụ sở bí mật, phía trên lấp lóe lộng lẫy tần suất trở nên càng lúc càng nhanh. Chờ đến đến một cái ấm áp trong mật thất lúc, vốn là lóe lên chợt lóe lộng lẫy, trực tiếp biến thành một mực sáng tỏ. Một khối lân phiến vậy mà giống như một cái đèn điện, đem vốn là có chút mờ tối mật thất chiếu sáng. Tại mật thất này trung tâm, có một cái không lớn bệ đá, ấm áp nhiệt độ, chính là từ nơi này trên bệ đá tản mát ra. Nhìn thấy rỗng tuyết bệ đá, mặt thiên thiên hơi hơi nhíu mày, rõ ràng hình ảnh trước mắt, đồng thời không có thể cho đến nàng đáp án. Bất quá nhìn thấy ấm áp bệ đá, Long Quỳ lại mắt sáng lên, tìm được đáp án. Đối với hai nữ phản ứng, Lâm Phàm vẫn như cũ chỉ là cười cười không nói gì thêm. Lần nữa mắt nhìn trên tay lân phiến, Lâm Phàm liền đi tới bệ đá trước mặt, đưa tay ở trên bãi đá đường vân nhẹ nhàng gõ chỉ. Giống như mặt thiên thiên, Lâm Phàm ngón tay cũng rất thon dài, hơn nữa vô cùng linh hoạt, giống như tinh vi máy móc. Mỗi một lần rơi xuống đều cực kỳ tinh chuẩn, điểm đang muốn điểm trên vị trí. Theo cái cuối cùng đường vân bị đè xuống, bệ đá lập tức ken két âm thanh, hướng biên giới bày ra một cái hố. Chờ đây hết thảy hoàn thành, kèm theo ken két âm thanh, một cái nút ở bên trong lỗ khảm liền chậm rãi thăng lên. Trứng rồng. Khi thấy trong chỗ lõm vật phẩm, mặt Thiên Thiên lần này không còn là trợn mắt, mà là không cầm được kinh hô lên. Một mực chỉ là hơi hơi dương lên miệng nhỏ, tại thời khắc này triệt để nới rộng ra. Tuy đọc đối với tác giả mà nói rất trọng yếu, hy vọng đại gia có thời gian liền nhiều lật một cái, còn có tại nhìn đạo bản bằng hữu, cũng hy vọng có thể tới quy quy đọc hoặc điểm xuất phát quan sát, chỉ có dạng này mới có thể chân chính ủng hộ tác giả. Thành tích mới là tác giả động lực, hy vọng đại gia không nên đem tác giả cấp dưỡng chết. Tác giả không còn. Quyển sách này tự nhiên cũng liền không cách nào đổi mới. Hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn, thật sự thật sự vạn phần cảm tạ chương xong. Chương 345, trứng rồng biến hóa. Tràn đầy vảy vỏ trứng, tản ra nhàn nhạt thần thánh khí tức uy áp, trong khoảng cách gần còn có thể cảm giác được đến từ cấp độ sống áp chế. Đặc thù như vậy, tại mặt Thiên Thiên cho mượn trong tri thức, cũng chỉ có rồng ở trong truyền thuyết trứng. Hơn nữa không phải loại kia nắm giữ thần long huyết mạch loại dị thú ngụy long trứng, mà là chân chính thần long sinh ra tới chân chính trứng rồng. Bằng không, coi như mặt ngoài có nhàn nhạt vảy rồng, nhưng cũng sẽ không có thần thánh khí tức vi áp, lại càng không có đến từ cấp độ sống áp chế ngươi biết cái này trái trứng lâm phàm lần nữa lấy ra vảy màu vàng kim chuẩn bị cùng trứng mặt ngoài lân phiến so sánh một chút nghe được thiếu nữ kinh hô liền ngừng trên tay động tác quay đầu mở miệng hỏi mặt thiên thiên gật đầu từng tại cổ tịch phía trên gặp qua ghi chép trứng màu vàng trên vỏ khăn che mặt đầy vẫy dày đặc có thể rõ ràng từ trong cảm giác được nhàn nhạt thần thánh khí tức còn có đến từ cấp độ sống áp chế lực trước mắt cái này trái trứng hoàn toàn đối chiếu lên Ngươi kiến thức vẫn rất nhiều lâm phàm ha ha cười tán dương tất nhiên nguyện ý mang đối phương xuống nhìn hắn tự nhiên là không có ý định đi giấu giếm cái gì đến nỗi vì cái gì như thế? Hắn tự nhiên có tính toán của mình. Mặt thiên thiên không biết được điểm ấy, đối mặt tán dương nàng đầu tiên là hơi hơi mừng rỡ, tiếp lấy lại sâu sắc liếc lâm phàm một cái. Lâm công tử yên tâm đi, đã ngươi như thế tính nhiệm ung tùng, ung tùng định sẽ không đem ngươi tin tức này để lộ ra ngoài. Thiếu nữ kiên định mở miệng nói ra, nhìn về phía lâm phàm ánh mắt dần dần trở nên không giống nhau. Đây là tính nhiệm mang tới công hiệu, lão gian cự hoặc người không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng trẻ tuổi thiếu nữ lại liền dính chiêu này. Lốt điên ân ừ, điểm ấy ta tất nhiên là tin tưởng bằng không cũng sẽ không mang ngươi cùng một chỗ sang đây xem lâm phàm gật đầu trả lời đối với đối phương biểu thị ra trọn vẹn tín nhiệm đây thật là trứng trồng sao mặt thiên thiên hít sâu một hơi đem phần này tín nhiệm để ở trong lòng tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía trên bệ đá trứng mở miệng hỏi vừa rồi so sánh đặc thù cũng chỉ là một loại ngờ tới mà thôi không tệ đây chính là trứng trồng bất quá có thể hay không phu hóa lại là một chuyện lâm phàm lần nữa gật gật đầu tiếp lấy sẽ thu hồi ánh mắt đem vảy màu vàng kim một lần nữa cầm lấy vảy màu vàng ống tại ở gần trứng trồng thời điểm tia sáng trở nên càng thêm chói mắt liền giống như một cái màu vàng mặt trời nhỏ đối với tình trạng này lâm phàm con mắt khẽ hít một cái động tác cũng không có dừng lại theo cả hai đụng vào cùng một chỗ cái này ánh sáng lập tức đạt đến cực hạn cũng liền ở thời điểm này một mực ở vào yên lặng trạng thái trứng rồng lại một lần nữa xuất hiện phía trước xuất hiện qua ẩn ẩn ba động đây là tâm linh ba động giống như bên trong có cái gì muốn tỉnh lại tình trạng như vậy chỉ có lâm phàm tại lần thứ nhất quán thâu khí huyết chi lực thời điểm mới xuất hiện qua như vậy một lần. Đằng sau, mặc kệ lâm phàm như thế nào đi quán thâu, loại tình huống này cũng không có xuất hiện qua. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, lâm phàm ánh mắt lập tức trở nên sáng lên. Đối với cái này một quả trứng rồng, lâm phàm đó là tương đối mong đợi, dù sao đây là thần thoại sinh vật bên trong, có danh khí nhất tồn tại A. Hoa hạ năm nghìn năm văn minh, thần long cũng là không vòng qua được đi một cái điểm. Truyền thuyết lâu đời nhất, chính là hoàng đế tại cùng ma thần si vưu tranh đoạt thiên hạ thì, thần long chính là trong đó trợ lực lớn nhất phía sau thời đại bên trong quốc nhân càng là lấy truyền nhân của rồng tiến hành tự xưng kinh nghiệm dạng này văn minh hung đúc lâm phàm đối với trứng rồng tự nhiên rất để bụng phàm là có thời gian hắn đều sẽ hung hăng quán thâu một phen chỉ là rất đáng tiếc ngoại trừ lần đầu tiên khí huyết quán thâu có phản ứng bên ngoài đằng sau đều không phản ứng cũng là bởi vì điểm này hắn cuối cùng đem trứng rồng khóa tại căn cứ bí mật của mình chờ đợi có thể phu hóa một cơ hội nhìn thấy tịch thu được vảy màu vàng kim hắn lập tức cảm thấy mình chờ đợi thời cơ tới sinh con giá trị khí vận lần nữa có tác dụng có người giúp hắn tự mình đưa tới cửa. Thực tế cũng không có ra ngoài ý định, yên lặng đã lâu trứng rồng lần nữa có phản ứng. Nhưng mà này còn chưa xong, khi cái kia nhàn nhạt ba động xuất hiện lần nữa, đồng thời có một cổ hấp lực từ trứng rồng bên trong truyền ra. Tiếp lấy, sáng lên vảy màu vàng kim, liền phản phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, nội bộ còn sót lại sức mạnh dần dần bị cổ lực hút này hấp thu. Lâm Phàm không có ngăn lại cái gì, trực tiếp đem vảy màu vàng kim bỏ vào phía trên. Theo thời gian đưa đẩy, vảy màu vàng kim tán phát tia sáng dần dần trở nên ảm đạm mà cùng với tương phản là trong trứng trồng mặt cái kia nhàn nhạt tâm linh ba động ở trong quá trình này dần dần trở nên mãnh liệt nếu như trước kia là như ẩn như hiện chỉ có cường đại tinh thần lực người mới có thể bắt được bây giờ liền xem như một người bình thường cũng dần dần có thể bắt được cái gì đây là muốn ấp trứng sao long quỳ có chút kích động lên xem như chiến long thể chất nàng cũng biết một đầu chân chính thần long đại biểu cho cái gì mặt thiên thiên cũng ngừng thở nàng đồng dạng minh bạch điều này đại biểu cái gì coi như tại đại tần đế quốc loại này thần thoại sinh vật cũng đồng dạng là truyền thuyết liền xem như cao cao tại thượng võ thánh cũng không thể gặp bất quá một chút nắm giữ thần long huyết mạch đặc thù dị thú ngược lại là ngẫu nhiên có thế nhìn đến mỗi một cái đều thực lực cực kỳ cường đại người nổi bật trong đó thậm chí có thể cùng chân chính võ thánh tiến hành chém giết có huyết mạch dị thú đều như vậy chân chính chính chủ khủng bố đến mức nào cái này không cần suy nghĩ nàng thật không nghĩ tới vốn là chỉ là dự định theo trở lại học tập cơ quan thuật lại có may mắn thấy được trong truyền thuyết thần thoại sinh vật bất quá lâm phàm lại lắc đầu nói đây chỉ là nhận được một chút bổ sung mà thôi muốn chân chính phu hóa nào có dễ dàng như vậy cuối cùng vẫn là thiếu quyết một cái phu hóa thời cơ thực tế chính xác như thế theo lời nói rơi xuống vẫy màu vàng kim ánh sáng phía trên hoàn toàn mờ đi xuống dưới toàn bộ mực thất cũng vì đó tối sầm lại trong trứng rồng mặt truyền tới hấp lực cũng dần dần biến mất không thấy rõ ràng vẫy màu vàng kim còn sót lại sức mạnh toàn bộ bị hấp thu cái này đều không cách nào phu hóa sao long quỳ lập tức có chút thất vọng lâm phàm sờ sờ đầu con dâu tức phụ nhi không cần nản chí bây giờ hướng phía trước đạp một bước dài tương lai gặp phải chân chính thời cơ nhất định có thể đem viên này trứng rồng triệt để phu hóa ân long quỳ nghe vậy kiên định gật đầu thứ độ tốt này nhất định muốn phu hóa đi ra mới được chính xác còn kém một cơ hội Mặt thiên thiên từ trứng rồng truyền ra hấp thu chi lực sau một mực tại bế mạc cảm giác lúc này hấp thu chi lực tiêu thất mới một lần nữa mở mắt xác định lâm phàm lời nói mới rồi có trách tuổi còn trẻ liền có thể chế tạo ra thanh loan loại này cơ quan thú sức quan sát của người chính xác rất mạnh vượt xa khỏi thường nhân lâm phàm nhìn về phía thiếu nữ tán dương đây cũng không phải nịnh nọt đối phương sức quan sát chính xác cực mạnh hệ thống nhắc đến tuệ tâm đây tuyệt đối là một cái giống thể chất đặc thù đồ vật lâm công tử quá khen rồi mặt thiên thiên khiêm tốn lắc đầu ở người khác trước mặt nàng có thể tự tin nhưng ở trước mắt trước mặt nam nhân nàng biết mình tự tin khó lường theo tiếp xúc tới nàng biết nam nhân ở trước mắt mặc kệ là phương diện nào cũng là vượt xa chính mình một mảng lớn tại cùng thế hệ ở trong nàng rất ít đi phục qua ai coi như thực lực cảnh giới không bằng nhưng mặt gia cơ quan đạo lại có thể bổ đủ điểm này nhưng đối mặt lâm phàm cái quái vật này nàng là bất luận lĩnh vực gì đều phục tùng bây giờ thấy chân chính trứng rồng nàng càng rõ ràng lâm phàm là nắm giữ người có đại khí vận tương lai thành tựu tuyệt đối là không cách nào lường được lâm phàm cũng không biết chính mình bên cạnh thiếu nữ ý nghĩ lần nữa cười gật gật đầu hắn liền đem trứng rồng một lần nữa cất kỹ mang theo hai người cùng rời đi cái trụ sở bí mật này vừa đi ra trụ sở bí mật, đồng dạng nhận được bồi dưỡng, chân trở nên lanh lẹ lão quản gia, liền vội vàng tìm đi lên. "Lão gia, Lục phu nhân trở về, giống như có chuyện gì gấp muốn tìm ngươi." Tấu chương xong. Chương 346, ngươi đỏ mặt cái gì? "Lục phu nhân có việc gấp tìm ta." Lâm phàm nghe vậy ánh mắt ngưng lại, tưởng rằng xảy ra chuyện gì. "Lục phu nhân hiện tại ở đâu?" Đối với mình con dâu, hắn là thật tâm thương yêu, không có bất kỳ cái gì dừng lại liền mở miệng hướng lão quản gia hỏi thăm. Lão quản gia trả lời, lục phu nhân bây giờ tại hậu viện. Ân, ta đã biết. Lâm Phàm gật gật đầu, tiếp lấy liền nhanh chóng hướng trang viên hậu viện mà đi. Long quỳ theo ở phía sau, nàng đồng dạng lo lắng có phải là thật hay không đã xảy ra chuyện gì. Mặt thiên thiên nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng đi theo cước bộ, nàng muốn tìm Lâm Phàm học tập, thật có sự tình gì, tự nhiên phải giúp hỗ trợ, như vậy mới phải ý tứ đi cầu học. Đừng nhìn nàng là một cái nhược nữ tử, có thể coi là đối mặt cường đại bán thánh nàng cũng không giả. Một đoàn người rất mau tới đến hậu viện bất quá trong dự đoán xảy ra chuyện cũng không có xuất hiện lúc lâm phàm đến liễu không khói con dâu đang dỗ tiểu lâm hạo bên cạnh còn bồi theo đàm tỉnh tỉnh thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra chỉ là cái này tiếng cười khi nhìn đến lâm phàm đến lúc lại đột nhiên không có hoặc có lẽ là là khi nhìn đến đi theo sau lưng lâm phàm muốn đến đây hỗ trợ mặt thiên thiên không có không khói con dâu ngờ tới thành sự thật lâm phàm đi ra ngoài lại mang theo một cái trở về giờ khắc này liễu không khói cảm thấy mình quyết định tuyệt đối là cực kỳ sáng suốt mặt thiên thiên vốn là đi theo muốn giúp đỡ nhưng nhìn đến lão quản gia trong miệng lục phu nhân sau nàng lại phát giác tình trạng có chút không đúng bầu không khí hơi có chút ngưng kết cha cũng may tiểu lâm hạo nhìn thấy phụ thân tới cao hứng mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc con ngoan nghĩ cha không có lâm phàm lập tức đem hài tử ôm qua cười vui vẻ ừ tiểu lâm hạo liên tục gật đầu hiển nhiên là thật sự nghĩ lâm phàm người phụ thân này lốt điên ha ha cha cũng nhớ ngươi nghe được con trai mình trả lời lâm phàm lập tức cười càng thêm cởi mở xảy ra chuyện gì sao cùng hài tử thân cận một phen lâm phàm liền lên phía dưới đánh giá đến vợ của mình mở miệng hỏi xem xét có phải hay không địa phương nào bị thương đối mặt lâm phàm cái này phu quân quan tâm ánh mắt liễu không khói nội tâm lập tức dừng một chút mặc dù nhà mình phu quân hoa tâm là hoa tâm nhưng đối với mình quả thật là thật tâm thực lòng cũng là bởi vì điểm này nội tâm nàng một chút ý nghĩ dần dần bình ổn lại ta không có việc gì bất quá lẳng lặng nhà ra một chút sự tình liễu không khói lắc đầu tiếp lấy đem đàm lão gia tử bên trong huyết chú sự tình nói ra đàm lão gia tử đã trúng huyết chú lâm phàm khẽ nhíu mày hướng bên cạnh yên tĩnh thiếu nữ nhìn qua đàm tĩnh tĩnh rơi xuống gật đầu ân trước đó không lâu nhà ta lọt vào tà giáo cao thủ tập kích gia gia của ta vì cứu ta đụng phải tà giáo cao thủ vây công thân trúng huyết chú hôn mê bất tỉnh lại là những thứ này cống ngầm chuột nghe xong lại là đám đồ chơi này lâm phàm hảo tâm tình lập tức bị phá hư đồng thời nội tâm cũng càng kiên định muốn chủ động xuất kích mới được, dù sao địa bàn lớn như vậy, phải hoàn toàn phòng thủ là rất khó. Chỉ có đem những thứ này đại địch chân chính tiêu diệt, mới có thể được an bình sinh. Tỷ phu, tỷ tỷ nói ngươi có thể giải được huyết chú, ngươi khả năng giúp đỡ một chút gia gia của ta sao? Chỉ cần ngươi có thể cứu ta gia gia, ta ta. Đàm tỉnh tỉnh mang theo khẩn cầu, bất quá nói một chút, liền đỏ mặt cũng không nói ra được. Ngươi đây là thế nào? Đối với tình trạng này, Lâm Phàm trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Cứu người cái này không có vấn đề gì, những thứ này tà giáo cũng là bởi vì tới nhằm vào hắn đối phương có thể nói là bởi vì hắn mà gặp tai tăng thêm song phương cũng là người quen đối phương vẫn là con dâu nhà mình khuê mật muội muội giúp một chút đối với hắn mà nói cũng không có cái gì bất quá hỗ trợ thì giúp một tay ngươi cái này đỏ mặt cái gì kình a ta cái này còn có thể ăn ngươi phải không không có không có gì đàm tĩnh tĩnh cuốn quýt lắc đầu biểu thị không có gì bất quá khuôn mặt lại càng đỏ hơn cứu người trước a lâm phàm cuối cùng lắc đầu nói gia gia ngươi bây giờ ở nơi nào Đàm Tĩnh Tĩnh nghe vậy thở dài một hơi, mở miệng trả lời, gia gia của ta ngay tại ngoại viện, bởi vì lo lắng chậm trễ trị liệu, tỷ tỷ mang ta tới thời điểm cùng một chỗ mang theo tới. Ân, ngươi làm không tệ, huyết chú sẽ không ngừng hao tổn một người sinh mệnh lực, mỗi chậm trễ một hồi liền nhiều một phần tổn thương. Lâm Phàm gật đầu biểu thị ra tán thành, cái này ôn hòa thay người lo nghĩ điệu bộ, lập tức để cho Yên Tĩnh thiếu nữ nội tâm hung hăng nhảy một cái. Loại này có thể tin nam tử, lại có thiếu nữ nào có thể ngăn cản nữa nha. Cứu người quan trọng. Một đoàn người cũng không có kéo dài cái gì thời gian không bao lâu một đoàn người liền đi tới ngoại viện bên trong một phòng khách gặp qua gia chủ phu nhân phòng trọ có hạ nhân đang phụ trách chăm sóc nhìn thấy lâm phàm bọn người tới vội vàng hành lễ ân lâm phàm khẽ gật đầu đáp lại tiếp lấy liền đi tới phòng khách bên giường quả nhiên đã trúng huyết chú này đối hài tự có ảnh hưởng trước tiên mang hạo nhi đi nơi khác chơi lâm phàm chỉ là nhìn một chút liền biết tình trạng quay đầu đối nhà mình con dâu nói liễu không khói khẽ gật đầu liền chuẩn bị mang tiểu lâm hạo ra ngoài bất quá lại bị mặt thiên thiên trước một bước mở miệng nói lâm công tử nếu như không chê có tiểu nữ tử trước tiên giúp ngươi mang một chút hài tử a à, tuy là lần thứ nhất gặp nhưng ta cảm thấy cùng tiểu công tử rất có nhãn duyên ân lâm phàm nghe vậy sửng sốt một chút bất quá rất nhanh lên một chút đầu nói cũng có thể quỳ nhi ngươi cũng cùng đi chứ cho mặt cô nương lập tức dẫn đường tốt long quỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt cũng không phải đối với mặt thiên thiên không yên lòng mà là tiểu lâm hạo người trưởng tử này đối với lâm gia quá mức trọng yếu mặt thiên thiên không cảm thấy có cái gì được liễu không khói cái này mẫu thân sau khi đồng ý, vui vẻ đem tiểu lâm hạo tiếp vào trong ngực. Ngươi tên là gì nha? Ta gọi lâm hạo. Hạo nhiên chính khí, trùng trùng điệp điệp, thật là một cái tên rất hay, gọi a di một hồi a di cho ngươi ăn ngon đường đầu ăn. a di Khanh khách, tiểu lâm hạo thật ngoan. Mặt thiên thiên đi theo long quỳ cùng một chỗ, ông tiểu lâm hạo đi ra ngoài, bất quá ôm nhu giao lưu, đến rất xa mới tiêu thất. Liễu không khói một mực đưa mắt nhìn rời đi, lãnh đạm ánh mắt dần dần nhu hòa một chút. Mặc dù nàng là một cái người hẹp hòi, nhưng nàng không phải một cái cũng không biết nguyên tắc người. Lâm Phàm ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, đem tiểu Lâm Hạo an bài rời đi, hắn liền lấy ra mang theo người ngân châm màn bao. Bá bá bá. Chỉ thấy một hồi tàn ảnh thoáng qua, đàm lão gia tử trên thân liền đâm từng hàng ngân châm. Chờ đây hết thảy hoàn thành, Lâm Phàm liền lấy ra một cái khí huyết đan, cho đàm lão gia tử ăn vào, đồng thời vận chuyển khí huyết chi lực hiệp trợ tiêu hóa. Khi đây hết thảy hoàn thành, đàm lão gia tử lấy mắt thường có thể thấy được, khí sắc dần dần chuyển biến tốt. Đi bưng một chậu nước tới lâm phàm lại dùng ngón tay tại đàm lão gia tử trên thân điểm nhẹ mấy lần liền mở miệng phân phó nói a à, a à, tốt đàm tỉnh tỉnh nghe vậy liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài để chuẩn bị lâm phàm đàm lão gia tử tình trạng không có vấn đề gì a à? liễu không khói tại lúc này mở miệng hỏi lâm phàm đưa tay thu hồi mở miệng cười trả lời phu quân ngươi tự thân xuất mã cái này còn có thể có vấn đề gì vậy là tốt rồi nghe được đáp án liễu không khói gật đầu một cái lâm phàm cũng không cảm thấy có cái gì cho rằng con dâu nhà mình là quan tâm khuê mật trưởng bối. Nhưng con dâu câu nói tiếp theo, lại làm cho cả người hắn đều có chút bị dại ra. Tấu chương xong. Chương 347, quan tâm con dâu. Ngươi nói gì? Lâm phàm cả người ngốc trệ. Thích ăn nhất giống con dâu, vậy mà chủ động muốn cho hắn tìm một cái tân nương tử, cái này khiến hắn như thế nào dám đi tin tưởng a? À? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắn vô ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn mặt trời hôm nay dâng lên phương hướng phải chăng không đúng. Như thế nào? ta sớm lưu ý đến ngươi thích xem muội muội ta chân dài mỗi lần gặp mặt ngươi cũng nhìn đừng cho là ta không biết đạo liễu không khói gặp lâm phàm phản ứng trận trắng mắt mở miệng hỏi ngược lại ngươi thật quan cũng ta lâm phàm trong lúc nhất thời đầy sau đầu hắc tuyến ha ha liễu không khói cười lạnh lấy đúng bất quá thật không có dây dưa ngược lại nói ra không đơn thuần là cái này mà là ta em gái kia cũng bị ngươi hấp dẫn mỗi lần các ngươi gặp mặt ánh mắt của nàng cũng không có từ trên người ngươi rời đi ta mị lực lớn như vậy lâm phàm nghe vậy nhíu mày điểm ấy hắn thật đúng là không có chú ý tới liễu không khói không nhìn nổi hắn đắc chí bất quá đối với điểm này nàng không thể không thừa nhận mình nam nhân chính xác nghị lực rất lớn phóng nhãn thế gian đều khó mà tìm ra thứ hai cái tới bằng không cũng không khả năng mỗi lần đi ra ngoài đều có thể lĩnh một cái nhân gian tuyệt sắc trở về phải biết một điểm càng là ưu tú nữ tử ánh mắt lại càng cao đồng dạng xem như một nữ tử nàng đối với điểm này có thể nói rất rõ ràng tiểu tỉnh chính xác thích ngươi bây giờ trong nhà nàng gặp đại biến càng là cần một cái dựa vào nếu như ngươi có yêu mến nàng mà nói hy vọng ngươi có thể trở thành hắn cái này dựa vào lốt điên liệu không khó nhẹ nhàng cắn môi một cái nàng đúng là dễ dàng nhất ghen bất quá nói lời này chính xác chân tâm thật ý đối với mới gặp mà như đã quen từ lâu khuê mật muội muội nàng chính xác quan tâm phát ra từ nội tâm ngươi không ăn giấm lâm phàm thấy vậy mở miệng hỏi đối với mình con dâu hắn chưa từng che giấu có một chút liễu không khói mở miệng nói nhưng lâm gia liền ngươi một cây dòng độc đinh cần khai chi tán diệp ta không thể bởi vì bản thân chi tư đi ngăn cản đã như vậy còn không bằng thành toàn ngươi thực sự là ta vợ tốt yên tâm đi mặc kệ về sau như thế nào các ngươi cũng là ta lâm phàm trong suy nghĩ người trọng yếu nhất lâm phàm bị xúc động đến đem quan tâm hiểu chuyện con dâu ôm vào trong ngực cam đoan đến ân liễu không khói khẽ gật đầu đối với điểm này nàng là tuyệt đối tin tưởng bằng không nàng cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy ngoài cửa đàm tĩnh tĩnh sớm đem thủy bưng trở về Bất quá nghe được đối thoại của hai người sau đó, nàng trong lúc nhất thời lại có chút lưu luyến không muốn rời. Có một câu nói liễu không khói nói không sai, nàng bây giờ chính xác rất khuyết thiếu dựa vào. Vốn là chỉ là ẩn ẩn chờ mong, nhưng nhìn đến Lâm Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem gia gia mình thương thế khống chế lại, loại kia cái gì cũng khó khăn không ngã hình tượng, trong nháy mắt để cho nàng mê muội. Bây giờ nghe hai người giao lưu, nàng lập tức nín thở, vô cùng khẩn trương. Nghe được Lâm Phàm ngay từ đầu giảng giải, nhạy cảm nàng cho là Lâm Phàm không thích chính mình, trên tay chậu rửa mặt đều kém chút bưng không xong cũng may nghe lời phía sau lâm phàm cũng không có cự tuyệt nàng mới thở dài một hơi tỷ phu thủy bưng tới trên mặt của nàng khôi phục dĩ vãng giàu dạt trong giọng nói liền đẩy cửa mà vào ân lâm phàm bình tĩnh đem không khói con dâu thả ra hướng đối phương cười cười gật đầu một cái cái này cực kỳ đơn giản đáp lại bình thường cũng là như thế nhưng lúc này đây lại làm cho yên tĩnh gương mặt của thiếu nữ soát một chút liền đỏ lên cúi đầu không dám cùng lâm phàm tiến hành đối mặt nhìn xem cái này thẹn thùng nhưng lại lâm phàm lập tức khóe miệng nhếch lên một cái theo thói quen hướng đối phương cái kia một đôi đôi chân dài nhìn lướt qua để cho tiện gấp rút lên đường này đôi đôi chân dài chủ nhân người mặc nữ sĩ quần áo luyện công trong đó đường công lã lướt hoàn toàn có thể hiển lộ rõ ràng một mắt liền có thể tận ôm trong mắt không thể không nói yên tĩnh thiếu nữ cái này hai chân thật sự rất dài hơn nữa cho người ta một loại lực đạo cảm giác tầm thường mảnh cẩu tuyệt đối bị không được kẹp lấy bên cạnh liễu không khói thấy vậy trận trắng mắt còn nói ngươi không thích ngươi cái sắc phôi tử lâm phàm đối với cái này làm bộ không nhìn thấy bình tĩnh tiếp nhận chậu nước liền mở ra tiếp theo đoạn trị liệu xem như mát cấp thần y muốn mở ra như thế nào huyết chú cũng không có gì khó khăn chỉ là vì đối với huyết chú người giảm bớt một chút tổn thương mới có thể hơi có vẻ phiền toái một chút mà thôi bất quá cũng chỉ là hơi có vẻ phiền phức không đến nửa giờ cái phiền toái này ngay tại trong cuối cùng ghim kim đổ máu giải quyết tản ra hôi thối đậm đặc máu đen không ngừng nhỏ xuống tại chậu nước ở trong đàm lão gia tử sắc mặt lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được thay đổi xong chờ chảy ra huyết dịch biến thành bình thường đàm lão gia tử trên mặt cũng không còn xanh đen Mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng không đáng ngại. Nếu như là thông thường bệnh nhân, bây giờ tình trạng này đã không cần đi quản, về sau tìm chút thời giờ thật tốt bồi bổ là được. Nhưng trước mắt Đàm lão gia tử, là tương lai con dâu gia gia, vậy thì không đồng dạng. Lại một cái tinh phẩm khí huyết đang bị Lâm Phàm lấy ra ngoài, cho lão gia tử nuốt vào. Lần này không có huyết chú triệt tiêu, khí huyết đang bổ sung khí huyết năng lực cấp tốc phát huy, vốn là sắc mặt tái nhợt lão gia tử, thời gian không bao lâu trở nên hồng nhuận. Khụ khụ. Tại một hồi ho khan đi qua, một mực hôn mê bất tỉnh đàm lão gia tử dần dần thức tỉnh gia gia thấy cảnh này đàm tỉnh tỉnh lập tức kích động nước mắt từ khóe mắt trượt xuống bất quá lần này không còn là thương tâm mà là kích động nhìn về phía lâm phàm ánh mắt từ lúc mới bắt đầu cảm kích hóa thành nhu tình giờ khắc này nàng nhận định mình nam nhân ta đây là ở đâu vừa tỉnh lại đàm lão gia tử còn có chút mộng đánh giá bốn phía nói nhỏ mở miệng gia gia chúng ta bây giờ đàm tỉnh tỉnh ngồi xổm ở đầu giường đem sự kiện chân tướng nói ra biết được bị lâm phàm cứu đàm lão gia tử liền dãy dụ muốn nói lời cảm tạ lão gia tử không cần như thế lần này sự tình là bởi vì ta dựng lên các ngươi đều gặp tai bay vạ gió không trách tội mới là lâm phàm thấy vậy mở miệng ngăn lại đồng thời có chút ấy nấy mở miệng nói ra hầu gia nghiêm trọng những thứ này tà giáo đồ vốn là việc ác bất tận làm sao có thể quái được hầu gia hầu gia nguyện ý ra tay cứu lão hữu đã là vô cùng cảm kích đàm lão gia tử nhìn xem đi đến bên giường lâm phàm mở miệng nói ra xem như lão giang hồ đương nhiên sẽ không thật không thức tốt xấu tiểu tỉnh đây là một bình khí huyết đan sau này mỗi ngày đều cho lão gia tử ăn vào một viên trong một tuần liền có thể cơ bản khỏi hẳn lâm phàm lần nữa cười cười khách sáo vài câu liền lấy ra một bình khí huyết đan đưa cho thiếu nữ ân cảm tạ tỷ phu thiếu nữ tiếp nhận đang dược lên tiếng nói cảm ơn về sau không cần lại nói cảm tạ lâm phàm mở miệng lần nữa nói câu liền mang theo không khói con dâu nên rời đi trước đàm lão gia tử trở về từ cõi chết hai người khẳng định có lời muốn nói thực tế chính xác như thế chờ lâm phàm hai người rời đi về sau đàm lão gia tử liền không kịp chờ đợi hỏi thăm trong nhà tình trạng hắn lúc đó đối mặt vây công những địa phương khác hắn hoàn toàn không thể chú ý bên trên thúc thúc bá bá đều đã chết đàm gia đại viện cũng bị đại hỏa đốt thành đổ nát thê lương chúng ta đàm gia không còn đàm tỉnh tỉnh cúi đầu rơi lệ lúc này cắn môi không để cho mình khóc lên ai đàm lão gia tử có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài đến nỗi nói báo thù lời nói tại chính thức đối mặt qua tà giáo đồ về sau hắn thăng không ra ý nghĩ này cũng không thể có ý nghĩ này, bởi vì này lại hại hắn duy nhất còn lại tôn nữ. Bất quá Đàm Tỉnh tỉnh lại không dự định từ bỏ, bởi vì nàng là một cái có dựa vào người. Tà giáo đồ chính xác rất cường đại, nhưng nàng chỗ dựa so tà giáo đồ càng cường đại hơn. Cả hai vốn chính là điệp nhân, nàng về sau chắc chắn thật tốt hiệp trợ phu quân của mình. Gia gia, ta phải lập gia đình. Tấu chương xong. Chương 348, ý tưởng to gan. Viện Lạc bên ngoài. Liễu không khói đi theo Lâm Phàm sau khi đi ra, liền tự mình đi lo liệu sự tình đàm tỉnh tỉnh xem như nàng khuê mật mùi mùi, làm tỷ tỷ tự nhiên phải coi trọng mọi mặt đều phải an bài đúng chỗ lâm phàm không có ngăn cản bây giờ không phải là trước đó tất nhiên là không thể để cho con dâu bị ủy khuất bất quá trước đó mặc dù khó khăn nhưng hắn mỗi một lần cũng là lấy ra đồ tốt nhất ngược lại cũng sẽ không để cho trước đây con dâu cảm thấy không thoải mái lâm công tử giúp xong khi đi tới bên trong viễn hoa viên mang theo tiểu lâm hạo đang chơi mặt thiên thiên nhìn thấy lâm phàm tới liền cười cười mở miệng hỏi trán của nàng mang theo tinh tế mồ hôi tăng thêm một tia thiếu nữ mảnh mai, da thịt trắng loãng tại nắng chiều chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, hợp với hoàng mỹ không một tì vết khuynh thế dung mạo, giống như một cái hạ phàm chơi đùa trích tiên tử, để cho người ta ngăn không được trầm mê. Lâm Phàm con dâu mỗi tuyệt sắc, nhưng không thể không thừa nhận, trước mắt gia nhân bất phàm. Lúc này nghe được đối phương hỏi thăm, cười gật đầu nói, "Ân, giúp xong, cùng Tiểu Lâm Hạo chơi như thế nào?" Hắn có hay không nghịch ngợm. "Tiểu Lâm Hạo ngoan đây." Nói chuyện đến Tiểu Lâm Hạo, Mặt Thiên Thiên lập tức cười càng thêm vui vẻ. Tiểu Lâm Hạo đang bên cạnh ăn đường, lúc này nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ. Từ rất nhỏ bắt đầu, Tiểu Lâm Hạo chính là một cái rất hiểu chuyện hài tử, đây quả thật là rất để cho người ta ưa thích, không khóc không nháo, cũng không tinh nghịch. Ăn ít một điểm đường, bằng không thì về sau dài sâu răng, trở nên xấu quá. Lốt điên. Lâm Phàm cười cười vuốt vuốt chính mình trưởng tử cái đầu nhỏ, đối với cái này đứa bé hiểu chuyện, hắn cũng là vô cùng cưng chiều. Tốt cha. Tiểu Lâm Hạo không khéo gật đầu đáp ứng. Phu quân, ngươi tất nhiên giúp xong, liền từ ngươi nói mang thiên thiên cô nương đi dạo một chút, ta còn có một số công vụ muốn đi xử lý, tà giáo đồ ở chính giữa đều phóng hỏa tuy bị giải quyết, nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ dân chúng khủng hoảng. Long quỳ cũng cưng chiều sờ lên tiểu lâm hạo đầu, nhìn tiếp hướng lâm phàm mở miệng nói. Ân, ngươi đi làm việc trước, bất quá không cần quá mệt mỏi, đem sự tình an bài cho người phía dưới đi làm liền tốt, có cẩm y vệ cùng trong nhà ám vệ nhìn xem, không ra được vấn đề gì, so sánh cái khác, thân thể của ngươi mới trọng yếu nhất. Lâm phàm gật gật đầu mở miệng căng dặn. Ân, ta biết. Long Quỳ cũng gật gật đầu, tiếp lấy đối với mặt thiên thiên nói, thiên thiên cô nương, ở đây liền đi theo nhà mình là được, cần gì trực tiếp sách liền có thể, không cần khách khí, Long Quỳ có việc phải làm, có rảnh sẽ cùng nhau trò chuyện. Tốt, Long Quỳ tỷ tỷ ngày bận rộn, ung tùng có thế chiếu cố tốt chính mình. Mặt thiên thiên khách khí mở miệng, từ đối thoại có thể thấy được, hai người chỗ cũng không tệ lắm. Long Quỳ không nói thêm gì nữa, lần nữa gật gật đầu rời đi, xem như đại Long Vương triều nữ đế, sự tình chính xác không thiếu. Đi thôi, dẫn ngươi đi hổ viên dạo chơi, nhưng ngươi gặp phía dưới sự kiện lớn lâm phàm đem tiểu lâm hạo ôm lấy cùng đối phương nói một câu liền hướng hổ viên đi đến hổ trong viên là lão hổ sao tiểu nữ tử này cũng đã gặp qua cũng không tính toán sự kiện lớn mặt thiên thiên đi theo ở phía sau nghe vậy nghiêng đầu một chút mang theo dí dỏm mở miệng đợi lát nữa ngươi sẽ biết lâm phàm cười ha ha bảo trì thần bí thế thì phải thật tốt nhìn một chút mặt thiên thiên bị khơi gợi lên hứng thú có thể để cho lâm phàm loại người này như thế dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối không có khả năng đơn giản đây quả thật là không đơn giản bất quá cái này không đơn giản tình trạng lại cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống một đầu hùng tráng hổ vương không đi tìm cọc cái mà là cùng một đầu bạch mã tại hổ trong viên anh anh em em thỉnh thoảng ngươi giúp ta vuốt một chút lông tóc ta giúp ngươi gãi gãi nhột hình tượng này coi như đối với đến từ đại địa phương mặt thiên thiên mà nói đó đều là tương đương bắn nổ đây đúng là sự kiện lớn như thế nào lâm phàm cười ha hả hỏi mặt thiên thiên có chút đờ đẫn gật đầu đây đúng là sự kiện lớn chỉ là sự kiện lớn ngươi cố ý dẫn ta tới nhìn thích hợp sao ha ha cái này không dễ nhìn sao lâm phàm nghe vậy phá lên cười mặt thiên thiên tức giận nói tiểu nữ tử thế nhưng là một cái nữ tử không lấy chồng ngươi dạng này có phải hay không muốn muốn dạy hỏng ta ha ha lâm phàm lập tức cười càng sáng lạng hơn không nghĩ tới đến từ đại địa phương học bá thiếu nữ cũng có khả ái một mặt mặt thiên thiên cũng bắt đầu cười nàng cái này hiển nhiên là đùa dẫn lời nói làm một quái vật khổng lồ người thừa kế nàng làm sao có thể thực sự là một cái gì cũng không hiểu tiểu nữ tử yên tâm đi không phải mang ngươi tới đây dạy hư ngươi, ngươi không phải là muốn cùng ta lẫn nhau thảo luận một chút cơ quan thuộc sao? Hôm nay liền mang ngươi đến xem ta khai sáng cái khác chi nhánh. Lâm Phàm thu hồi cười to, trong giọng nói nhìn về phía Hổ Vương nói, chớ ở nơi đó diễn ân ái, để tránh dạy hư tiểu hài tử, đi đem ta đưa cho ngươi đại bảo bối xuyên ra tới, đó mới là làm một hùng tráng công hổ cai đồ chơi. Trống. Hổ Vương nghe vậy gào thét một tiếng, một bộ ngươi chính là đố kỵ ta bộ dáng. Ta cần đố kỵ ngươi có tin ta hay không để cho tức phụ ta đem độc giác mã dắt đi nhường ngươi sau này làm một cái vọng thê thạch lâm phàm cố ý trầm mặt uy hiếp bờ. trống hổ vương lập tức bị dọa đến lắc đầu liên tục không còn dám xú thí cầu xin tha thứ một phen liền rất là vui vẻ theo yêu cầu đi làm mặt thiên thiên không để ý những thứ này lúc này nàng đôi mắt sáng tỏ trong mắt tràn đầy chờ mong nàng lần này cùng lâm phàm trở về không phải liền là muốn kiến thức lâm phàm cơ quan thuộc sao chỉ có chính mắt thấy mới có từ trung học tập khả năng tính chất hổ vương rất nhanh liền đi ra bất quá so với trước đây một thân nhu thuận hổ mau, lúc này lại thay đổi cái bộ dáng. Toàn thân đều bị tản ra u quan thiết giáp bao khỏa, ngay cả răng đều khoát lên cương nha, trên ánh mắt áo giáp, không biết là cái gì chế tạo, tản ra nhàn nhạt hồng quang, trên dưới đều tràn ngập một cổ dữ tận hung hãn khí tức. Đây là cơ quan thú. Đối mặt cái này hung hãn khí tức, mặt Thiên Thiên lại hơi nhíu lên lông mày, cái này cùng với nàng trong dự đoán đồ vật có chút không giống. Cơ quan thú. Nàng đây sẽ không lạ lẫm, Lâm Phàm chế tạo cơ quan thú cũng làm cho nàng rất bội phục. Nhưng những này nàng cũng thấy qua, không cần thiết tại đơn thuần mang nàng tới gặp lại một lần. Dù là cơ quan này thú, sử dụng giả thú điều khiển cũng giống như vậy. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là ra hiệu Hổ Vương bắt đầu chính mình biểu diễn. Hổ Vương sợ mình nhân tình bị cưỡng ép mang đi, nào dám do dự, nhận được chỉ lệnh liền nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là cấp tốc di động. Tại một hồi cơ quan ken két âm thanh phía dưới, Hổ Vương đột nhiên chạy nhanh lên. Ngay từ đầu, Mặt Thiên Thiên không cảm thấy có cái gì, nhưng chậm rãi nàng phát hiện không hợp lý địa phương. Bởi vì Hổ Vương tốc độ quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn làm nghịch bình thường tiêu chuẩn vừa di động tại hổ trong viên lưu lại từng đạo tàn ảnh xem như tiên thiên đỉnh phong cường giả nàng tự nhiên có thể nhìn ra hổ vương bất phàm nhưng cái này bất phàm cũng là có hạn bây giờ cái tốc độ này hoàn toàn vượt qua biểu hiện trạng thái nhìn ra rồi đi đây là ta mới khai phá đi ra ngoài cơ quan áo giáp nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói đã thoát ly cơ quan thú phạm vi chẳng những có thể giao phó người điều khiển giống như cơ quan thú cường đại chiến lực còn vô cùng linh hoạt sẽ không theo cơ quan thú một dạng lát cùng trì trệ xem như bảo lưu lại điểm tốt lại trừ đi khuyết điểm Lâm Phàm nhìn thấy phản ứng của đối phương, khóe miệng hơi hơi dương lên mà mở miệng nói. Tiến vào cách thức công kích. Không đợi thiếu nữ đáp lại, Lâm Phàm lại mở miệng hướng Hổ Vương hạ đạt chỉ lệnh. Trống. Hổ Vương trong nháy mắt tiếp nhận chỉ lệnh, làm ra một cái vi phạm tổ tông hành vi, đó chính là tốc độ không giảm, hướng Hổ Viên cực lớn giả sơn phóng đi. Cái này một tòa giả sơn. Là Lâm Phàm vì khảo thí chính mình thể phách chi lực, từ giả ngoại chuyển về tới đá hoa cương, trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng. Đừng nói là thể xác phàm tục, liền xem như chùy sắc lớn, dùng sức đụng vào cũng phải làm thịt. Long có thể kèm theo một đạo tiếng vang, đá hoa cương cứng rắn, cư nhiên bị hổ vương cứng rắn dùng đầu đụng bể, hổ vương không chỉ không có việc gì, còn ở lại chỗ này trong cả quá trình, lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, đem đụng nát sau đó bốn phía bay loạn khối đá hoa cương, từng cái đánh thành bột miệng. Khi đây hết thảy hoàn thành, hổ vương đi tới trước mặt hai người, ngoại trừ nhiễm phải một chút bụi, không có bất kỳ cái gì chỗ bị hao tổn, hổ vương khí tức cũng không có mảy may lộn xộn. Phản phất vừa rồi cường độ cao động tác, chỉ là tại an nhàn tản bộ đây chính là cơ quan áo giáp sao? Nếu như xuyên tại một cái vỏ giả trên thân, có phải hay không có thể thu được dạng này gia trì? Mặt thiên thiên hít sâu một hơi hỏi. Đương nhiên có thể. Lâm Phàm cho xác thực cực đầu, hắn chế tạo cơ quan áo giáp, cùng thế giới khoa huyển bên trong xương vỏ ngoài bọc thép giống, chỉ cần một điểm người điều khiển sức mạnh lôi kéo, liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh đi ra. Chỉ là tại tinh vi cơ quan gia trì, cái này gia trì so xương vỏ ngoài bọc thép càng kinh khủng, có thể mang tới đề thăng càng lớn, liền xem như người bình thường mặc vào, hơi huấn luyện liền có thể cùng cường đại luyện võ cao thủ chém giết. Tạo dựng phiền phức sao? Mặt Thiên Thiên hỏi ra chủ yếu nhất một cái điểm, loại vật này nếu như có thể đại lượng liệt trang tại quân đội phía trên, tuyệt đối có thể chế tạo ra quét ngang thiên hạ vô địch quân đoàn sắt thép. Tăng cường xuyên phối giả lực phá hoại, còn giao phó vô địch phòng ngự, tại vũ khí lạnh thời đại, có thể tưởng tượng là một cái hiệu quả như thế nào. Chế tạo cũng không phiền phức, để cho quen thuộc thợ rèn chế tạo được linh kiện, dựa theo bản vẽ tới lắp ráp, thậm chí không phải cơ quan sư đều có thể lắp ráp đi ra, không có bao nhiêu độ khó. Lâm Phàm mở miệng hồi đáp, hắn nghiên cứu ra cơ quan này áo giáp, chính là vì có thể đại lượng liệt trang, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Mặt Thiên Thiên nghe vậy trầm mặt, giờ khắc này nàng mới hiểu được, cùng người trước mắt so ra, nàng muốn học đồ vật rất nhiều nhiều nữa. Không đơn thuần là kỹ thuật, còn có chủ yếu nhất sức sáng tạo. Không cần vội vã bội phục, đây chỉ là giảng lược bản thôi, trong đó chung cực bản mới là cơ quan áo giáp chân chính đại sát khí. Lâm Phàm nhìn thấy đối phương trầm mặt, lại ha ha cười báo ra một cái rung động tin tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nghe được tin tức này, mặt thiên thiên lần nữa mở ra miệng nhỏ. Có thể chế tạo ra vô địch quân đoàn, quét ngang thiên hạ áo giáp, chỉ là đơn sơ bản. Cái này chung cực bản. Phải là trình độ như thế nào? Lấy thân thể phàm nhân chém giết võ thánh sao? Mặt thiên thiên não hải chạy không, nàng biết mình chuyến này đến đúng. Chỉ là đáng tiếc, lâm phàm chỉ là nhắc đến một chút liền không có sau này, cũng không có mang nàng đi xem cái này chung cực phiên bản. Cái này khiến nàng rất khó chịu có thể lại không biết như thế nào đi mở miệng dù sao loại này cứu cực đại sát khí tự nhiên không thể tùy tiện cho người nhìn, liền cùng với nàng mặt gia nội tình một dạng. Liền tại đây khó chịu quá trình bên trong, vì yên tĩnh thiếu nữ cử hành hôn lễ bắt đầu trù hoạch. Nhìn thấy cái này lo liệu hôn lễ, nàng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng lớn mật. Tấu chương xong. Chương 349, còn sinh phu quân thương tiếc. Lâm Phàm lần nữa đại hôn. Đây đối với các đại thế lực mà nói, đã không phải là cái gì tươi mới chuyện. Bất quá cũng không có vì vậy, liền tạo thành oanh động tới nhỏ. Xem như lớn long vô địch vương hầu, nữ đế sau lưng nam nhân, toàn bộ vương triều ý nghĩa thực tế trưởng khống giả, khi các đại thế lực biết được tin tức này, so với dĩ vãng đều muốn hăng hái. Khi tin tức thả ra, hơi ra dáng thế lực lớn, còn có giang hồ cao thủ, triều đình văn võ đại thần, đều mang lên chính mình hậu lễ không mời mà tới. Phân tán ra ngoài trấn áp tà giáo con dâu nhóm cũng nhao nhao chạy về, đối với đàm tỉnh tỉnh cái này mới tỉ muội ngoại trừ hai cái thần nữ con dâu bên ngoài đều không xa lạ gì, sớm đã có dự liệu. Dù sao loại này chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ tử, gặp phải bọn hắn phu quân nam nhân ưu tú như vậy, nơi nào còn có thể để ý những người khác. Sớm muộn có một ngày gia nhập vào đại gia đình, bây giờ các nàng chính xác không có ngoài ý muốn. Tĩnh Nhi muội muội, đây là đại tỷ lễ vật cho ngươi, sau này sẽ là người một nhà, cùng một chỗ vì Lâm gia phồn vinh mở rộng cố gắng. Diệp Tiểu Nhu xem như trong nhà vợ cả, là cái thứ nhất chạy về, đồng thời chuẩn bị lễ vật. Ân, cảm ơn đại tỷ. Tỉ. Đàm Tĩnh Tĩnh khuôn mặt ửng đỏ gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch phồn vinh lớn mạnh cố gắng là cái gì. Một cái gia tộc muốn mở rộng, vậy dĩ nhiên cần người đinh hưng vượng mới có thể lốt điên đến nỗi như thế nào nhân khẩu thịnh vượng cái này biết được đều hiểu không hiểu được cũng không cách nào nói tỉ mỉ đây là chúng ta chuẩn bị lễ vật các con dâu cũng bắt đầu tiễn đưa lễ gặp mặt mặc dù đều không phải là quá trân quý đồ vật nhưng đó là tâm ý của nhau có thể nhờ vào đó rút ngắn quan hệ để cho mới tỉ muội an tâm cảm tạ chư vị tỉ tỉ đàm tỉnh tỉnh từng cái nói lời cảm tạ có gia đình như vậy không khí nàng chính xác rất an tâm chỉ là lo lắng về sau tự mình làm không tốt nội tâm của nàng lại ngăn không được có chút khẩn trương. Liễu không khói cái này khuê mịch tỷ tỷ cũng đưa tới chuẩn bị lễ vật, đồng thời vỗ vỗ đàm tỉnh tỉnh tay, ra hiệu không cần khẩn trương. Nhìn thấy chính mình quen thuộc tỷ tỷ, tỉ, đàm tĩnh tĩnh tỉ lập tức hòa hoãn không thiếu, tại các tỷ tỷ an bài xuống, chuẩn bị chính mình áo cưới. Đến đây làm khách mặt thiên thiên, chính là thấy cảnh này mới sinh ra ý tưởng lớn mật. Gia tộc nội tình. Cái này tự nhiên không thể cáo tri ngoại nhân. Nhưng nếu là người một nhà đâu? Cũng tỷ như hình ảnh trước mắt, coi như xem như thành viên mới đàm tỉnh tỉnh không muốn biết những tỷ muội kia đều biết báo cho biết ta đây là điên rồi sao đợi nàng phản ứng lại lập tức bị chính mình cái này ý tưởng lớn mật sợ hết hồn nhưng mặc dù bị sợ nhảy một cái nhưng khi trong đầu hiện ra chính mình khâm phục thân ảnh nàng phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng bài xích đối với điểm này lại một lần làm tân lan Quang lâm phàm cũng không biết hắn đồng dạng đang chuẩn bị mặc dù thân phận không giống ngày xưa nhưng đối với một chút khả kính trưởng bối hắn vẫn là tự mình tiếp đãi không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì Tiểu Lâm Hy cái này tương lai nữ võ thần, đối diện với mấy cái này vui mừng sự tình, căn bản là không dừng được, chạy khắp nơi chạy nhảy nhót. Sức chịu đựng kinh người thánh hỏa thú, đều bị nàng mệt mỏi thẳng le lưỡi. Đến khách nhân thấy cảnh này, đều bị chấn động đến, hô to không hổ là vô địch vương hầu thứ nhất dòng giỏi, quả nhiên không tầm thường. Bà ngoại. Tiểu Lâm Hy không để ý những người này, bất quá khi nhìn thấy chính mình bà ngoại, nàng lập tức cao hứng bay nhào tới, từ nhỏ đến lớn, mẹ vợ cái bà ngoại này là mang nàng nhiều nhất. Ôi, cục cưng nhỏ của ta nhìn thấy hướng chính mình đánh tới ngoại tôn nữ, mẹ vợ lập tức cao hứng mở rộng vòng tay. Tiểu Lâm Hy thẳng tắp đâm vào phía trên, một hồi lâu sóng lớn mãnh liệt, không nghĩ tới một thời gian không gặp, mẹ vợ lại trở nên càng hung. Lâm Phàm trùng hợp tại bên cạnh, khi thấy một màn này, thầm nghĩ gần càng già càng cay, đau mịt mờ nữ nhi này còn phải trưởng thành. Mẹ vợ cũng chú ý tới Lâm Phàm, lập tức trở về lấy ý cười, mặc dù là đơn giản mỉm cười, nhưng lại cho người ta một loại vũ mị sẵn có cảm quan. Tiểu Phàm, đa tạ trước ngươi tặng thần binh, bằng không thì vi nương liền nguy hiểm mẹ vợ cười cảm tạ phía trước gặp tà giáo đồ tập kích lâm phàm tiễn đưa nàng bán thần binh trưởng đao chính xác lập công lớn nhạc mẫu khách khí xem như vãn bối hiếu kính là phải cần gì phải nói cái gì tạ lâm phàm khoát tay nói đối với cái này mẹ vợ hắn cảm quan cũng rất tốt dù sao đối phương đối với hắn rất là chiếu cố thanh khách vẫn là tiểu phàm ngươi biết chuyện bất quá nên tạ vẫn là phải cảm ơn mẹ vợ nghe vậy khẽ cười nhìn về phía lâm phàm ánh mắt càng hài lòng đối mặt dạng này mẹ vợ lâm phàm lại có chút chống đỡ không được cảm giác chỉ có thể lần nữa phím vài câu, liền đi tiếp đãi những người khác. Bất quá có thể để cho hắn tự mình tiếp đãi, cũng không có bao nhiêu, ngược lại cũng không tính toán vội vàng. Lâm công tử, chúc mừng a. À. Mặt Thiên Thiên cũng cho chúc mừng, chỉ là không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Lâm Phàm luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút không đúng. Bất quá cũng không có truy đến cùng cái gì, nghe vậy gật đầu nói, cảm tạ. Lần này đi ra ngoài vội vàng, tiểu nữ tử cũng không có mang cái gì đi ra, đây là ta trùng hợp lấy được Lam Bảo Thạch, tại ban đêm có thể phát ra ánh sáng dịu dịu càng có thể an thần tỉnh não, sẽ đưa cho ngươi làm làm chút phúc lễ vật a. À. Mặc Mặt thiên thiên thu hồi trong đôi mắt dị sắc, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa lên. Bên trong chứa một cái lớn chừng nắm tay em bé Lam Bảo Thạch, tản mắt ra nhàn nhạt lộng lẫy, tràn ngập một cổ hải dương tầm thường khí tức, để cho người ta không tự kìm hãm được tâm thần an lành. Đa tạ. Lâm Phàm lần nữa nói tạ, cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương chúc phúc, khoảng thời gian này tiếp xúc tới, hắn cũng cảm thấy đối phương không tệ, tính toán đợi lần này hôn lễ kết thúc, liền chỉ điểm một phen đối phương cơ quan thuộc tính toán làm đáp lễ. Thời gian lặng yên trôi qua khi ngày thứ hai mặt trời mọc hôn lễ ngày lành đẹp trời đã đến tại vô số người chứng kiến phía dưới lâm phàm đem đàm tỉnh tỉnh cái này tân nương tử cưới vào cửa hai người cũng nhận biết đã lâu ngược lại sẽ không có cái gì cảm giác xa lạ ngược lại nhìn nhau nở nụ cười có loại cảm giác tu thành chính quả hầu gia nhà ta tiểu tỉnh về sau liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thế thật tốt đợi nàng không nên cô phụ nàng đối ngươi tình cảm xem như đàn gái duy nhất trưởng bối đàm lão gia tử tại trong hôn lễ mở miệng căn dặn lão gia tử gọi ta tên là được hầu gia cái gì quá sinh phân Lâm Phàm mở miệng trả lời, còn có tỉnh nhi về sau là thê tử của ta, ta nhất định sẽ thật tốt đợi nàng, ngài không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đàm lão gia tử vui mừng gật đầu, cháu gái của mình xem như tìm được dễ trốn trở về. Tiểu tỉnh, đã ngươi gả vào lâm gia, vậy sau này liền hết thảy lấy nhà chồng làm chủ, cũng không thể giống như trước kia tùy hứng. Đàm lão gia tử lại hướng thiếu nữ căng dặn. Gia gia yên tâm đi, tiểu tỉnh nhất định sẽ ghi nhớ dạy bảo của ngài. Đàm tỉnh tỉnh đôi mắt ẩn đỏ gật đầu, bất quá bị hồng đầu nắp cản trở không nhìn thấy, cái kia gia gia an tâm đàm lão gia tử vui mừng gật đầu tiếp xuống tiệc rượu đàm lão gia tử say nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất uống say bất quá say đến rất vui vẻ lâm phàm cũng uống không thiếu bất quá lấy thể phách của hắn đừng nói là phổ thông rượu liền xem như tiểu não vốt ca cũng không sợ đêm rất nhanh liền buông xuống lâm phàm mang theo một chút mùi rượu đẩy ra hỉ khí dương dương tân phòng môn đàm tỉnh tỉnh thân mặc màu đỏ áo cưới thẳng ngồi ngay ngắn ở mép giường bên cạnh hai cái trắng nõn như ngọc tay ngọc đặt ở trên hai đầu gối cảm giác được lâm phàm đến nàng ngăn không được có chút khẩn trương nhưng lại có chút chờ mong lâm phàm thấy vậy nở nụ cười tiến lên đem khăn đội đầu cô dâu gỡ xuống lộ ra khăn đội đầu cô dâu phía dưới cái kia trương an tỉnh trung mang theo một chút khẩn trương gương mặt xinh đẹp không cần khẩn trương vi phu cũng sẽ không ăn ngươi còn có ngươi khuôn mặt thật nóng có phải hay không xuyên quá nhiều quần áo quá nóng lâm phàm đưa tay nhẹ nhàng từ đối phương gương mặt phất qua đối mặt khẩn trương mà trở nên nóng rực gương mặt hắn lộ ra một vẻ cười xấu xa nói ân đối mặt dạng này trêu chọc Đàm Tỉnh tỉnh lập tức đỏ mặt cúi đầu. Ha ha. Lâm Phàm lập tức cười ha ha một tiếng, đưa tay một tay lấy đối phương vây quanh đến trên giường. Cái màn giường rơi xuống. Kèm theo rơi xuống bên giường, còn có cái kia tràn ngập dáng vẻ vui mừng hồng áo cưới. Bất quá rõ ràng quần áo thiếu đi, lại không có mát mẻ xuống, ngược lại trở nên càng nóng. Đối với cái này, chỉ sợ tân nương nóng đến Lâm Phàm, chỉ có thể tiếp tục hạ thủ. Rất nhanh. Hai người liền thẳng nhiên tương đối, cái kia một đôi chân dài kinh người, cuối cùng lộ ra toàn cảnh còn xin phu quân thương. Ân. Ừ. Đàm tỉnh tỉnh đỏ mặt, không dám nhìn phu quân mình cái kia ánh mắt nóng bỏng, nhưng lời còn chưa nói hết, nàng liền trực tiếp bị ngăn chặn. Tấu chương xong. Chương 350, thần thanh khí sản cưới vợ ban thưởng. Hôm sau, Lâm Phàm thần thanh khí sản đứng dậy. Có sao nói vậy, may mắn eo của hắn đủ rắn chắc, bằng không thì thật đúng là bị không được. Cái kia lực đạo. Chật chật. Không phải chân chính thể nghiệm qua người, là vĩnh viễn sẽ không minh bạch trong đó dịu dụng. Ưm. Ừ sau khi lâm phàm đứng dậy tân nương cũng ưm lấy tỉnh lại bất quá đêm qua quá mức mệt nhọc nàng lúc này còn có chút buồn ngủ mông lung chỉ là nhìn thấy bên cạnh lâm phàm nàng lại mặt tràn đầy hạnh phúc hai người cuối cùng ở cùng một chỗ tỉnh lại lâm phàm ôn hòa mở miệng hỏi ân đàm tỉnh tỉnh khuôn mặt ửng đỏ gật đầu mặc dù cả hai đã xâm nhập giao lưu nhưng nhìn lấy thân thể trần trùng lâm phàm vẫn là ngăn không được ngượng ngùng đêm qua khổ cực con dâu lâm phàm đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt của thiếu nữ gò má vẫn như cũ còn có chút nóng bỏng không khổ cực có thế cùng phu quân cùng một chỗ là tỉnh nhi đã tu luyện phúc khí. đàm tỉnh tỉnh duỗi ra trong chăn tay trắng nhẹ nhàng nắm lấy lâm phàm tay cầm đầu đạo nhìn xem không khéo tức phụ nhi còn có chăn mình trượt xuống sau đó hiển lộ trắng nõn lâm phàm nộ khí lập tức lại nổi lên tức phụ nhi ta bây giờ nộ khí rất lớn ngươi nói muốn làm sao đâu lâm phàm lần nữa lộ ra cười xấu xa đều đều tùy ngươi đàm tỉnh tỉnh khuôn mặt một chút đỏ hơn bất quá nhưng vẫn là ngượng ngùng gật đầu yên lặng thiếu nữ tại mở ra mạng che mặt sau đó ngoài dự liệu nhu thuận. Khi hai đầu chân dài bị nâng lên. Kế tiếp, tự nhiên lại là trả tiền thâu. Mãi cho đến phơi nắng cái mông, hai người mới xem như chân chính ngưng xuống. Mệt nhọc gần như một ngày một đêm tân nương, trầm lắng ngủ, đối mặt nhân gian hung khí, người bình thường là thật gánh không được. Lốt điên. Lâm Phàm cũng không có quấy rầy cái gì, mà là đứng dậy mặc áo bào, đi tới gian phòng bên bàn tròn dưới bàn, xem xét hệ thống ban thưởng. Lại một lần nữa cưới vợ hệ thống ban thưởng cũng kịp thời đưa tới phương diện này hệ thống chưa từng sẽ như xe bị tụt xích len ken chúc mừng túc chủ thành công cưới vợ ban thưởng mắt cấp thân pháp du long bộ lần này lấy được ban thưởng là một bộ mắt cấp công pháp du long bộ lâm phàm bây giờ mặc kệ là thực lực bản thân vẫn là đủ loại năng lực đều không thể nào kiếm khuyết nhưng duy chỉ có thân pháp một mực là điểm yếu của hắn trước đây tốc độ mặc dù tương đương nhanh nhưng kỳ thật là bạo lực mỹ học cũng chính là lợi dụng mang lực thôi động nhanh tự nhiên là nhanh bất quá đại tính linh hoạt cùng khó lường tính chất lại có khiếm khuyết bây giờ khen thưởng mát cấp thân pháp cái này có thể nói vừa vặn bổ khuyết điểm yếu của hắn tiếp thu ban thưởng lâm phàm không do dự cái gì trực tiếp liền tiếp thu yên tĩnh con dâu ban thưởng ầm ầm quen thuộc không gian xuất hiện lần nữa lâm phàm lại mở ra một lần lại một lần tu luyện từ một ra nhập giả biến thành núi akina lão tài xế du long bộ ý như kỳ danh như du long bình thường đều bước chân không chỉ thẳng tắp tốc độ cực nhanh còn nhiều biến khó dò trong lúc giơ tay nhất chân để cho người ta mắc chú ý không xuể. Tu luyện tới đỉnh cao nhất, thậm chí có thể hóa thân du long, có thể thời gian ngắn đạp không mà đi, giống như thần long đồng dạng đằng vân giá vũ. Nếu như nắm giữ long tộc huyết mạch hoặc thể chất, còn có thể nhận được ngoài định mức tăng thêm. Đây là một bộ thân pháp đặc thù, có thể cùng đặc thù huyết mạch cùng thể chất phối hợp. Lâm Phàm nhìn thấy trong đó giới thiệu, lập tức vui vẻ, cái này không lượng thân định chế sao? tại không gian đặc thù trong khi tu luyện lâm phàm vận chuyển du long bộ phản phất hóa thân ngao du bầu trời thần long đạt đến quỷ thần khó lường cảnh giới một lần lại một lần không biết đạo đi qua thời gian bao lâu lâm phàm từ không gian đặc thù ra khỏi khi hắn từ không gian đặc thù ra khỏi hệ thống khen thưởng du long bộ đạt đến mắt cấp không cần lại hao tổn tâm thần đi tu luyện không thể không nói hệ thống thật sự tri kỷ lâm phàm từ trên ghế đứng lên thể nội khí huyết chi lực nhẹ nhàng một vận chuyển dưới chân của hắn liền tràn ngập ra huyết sắc sương mù tại cái này sương mù bọc vào lâm phàm cả người vậy mà lơ lửng nhẹ nhàng một cái tức bước liền hoàn thành đạp không mà đi khi hắn chân chính phát lực cả phòng khắp nơi đều là thân ảnh của hắn một hồi dẫm ở trên mặt đất một hồi dẫm ở trên xà nhà một hồi lại tại giữa hai bên tùy ý nhau du toàn bộ quá trình không có phát ra chút thanh âm nào phản phất dung nhập vào trong không khí một dạng có cái này thân pháp mặc kệ là năng lực tác chiến vẫn là năng lực tự vệ đều được chất tăng lên không hổ là ta chân dài tiểu tức phụ quả nhiên không để cho ta thất vọng một phen nếm thử một chút tới lâm phàm hài lòng cười nhìn về phía ngủ say bộ dáng hắn lại muốn thật tốt khen thưởng một phen đàm tĩnh tĩnh đang tại ngủ say bất quá rất nhanh lại tại trong đằng vân giá vũ tỉnh lại đang kinh ngạc thốt lên bên trong tiếp nhận phu quân sủng ái thẳng đến giữa trưa lâm phàm mới từ trong tân phòng đi ra khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười toàn thân thần thanh khí sản cô gia tiểu thanh đã cho ngươi chuẩn bị xong là ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu sớm đã chờ đợi đã lâu thị nữ tiểu thanh đi lên trước ôm nhu nói mặc dù bây giờ gia đại nghiệp đại thị nữ còn có tay sai vô số nhưng lâm phàm cùng kiếm linh sinh hoạt thường ngày vẫn luôn vẫn là tiểu thanh phụ trách cũng không phải lâm phàm khắc nghiệt mà là đối phương kiên trì nói người khác chiếu cố không yên lòng lâm phàm không lay chuyển được tăng thêm cũng đã quen thuộc đối phương cũng không có miễn cưỡng biết lâm phàm mệt nhọc nàng liền thật sớm chuẩn bị ăn uống buổi sáng chưa dậy nàng liền thay thế đi đổi thành buổi trưa cơm mặc kệ lâm phàm từ khi nào tới đều có thể ăn đến chính mình thích ăn nhất ăn uống có thể nói tương đối tri kỷ làm phiền tiểu thanh lâm phàm vuốt vuốt tiểu thanh cái đầu nhỏ cười nói cảm tạ cũng là tiểu thanh phải tiểu thanh hơi hơi hiếp mắt hưởng thụ lấy ấm áp bàn tay vuốt ve cười ngây ngô nói ân vừa vặn cũng có chút đói bụng hôm nay liền hảo hảo nếm thử tay nghề của ngươi lâm phàm lần nữa vuốt vuốt thu hồi tay hướng phòng ăn đi đến tiểu thanh mắt nhìn hỉ khí dương dương tân hôn phòng trong mắt hiện ra hâm mộ bất quá rất nhanh lại thu hồi chạy chậm đuổi kịp lâm phàm bước chân cô gia chờ ta một chút chạy bằng không thì lên cân về sau sẽ không có người thích a à, nhân gia không cần béo lên vậy thì chạy ba nha kèm theo một đạo kinh hô tiểu thị nữ lập tức nhanh chóng chạy lâm phàm cười nhẹ hiểu ra vừa rồi đập vào trên kiều đồng xúc cảm tiểu nha đầu này cũng đã trưởng thành cũng bắt đầu hoài xuân nữa nha trong nhà ăn dựa sát đồ tiểu thị nữ lâm phàm no mây mẩy ăn một bữa phía trước khi nhàn hạ hắn dạy qua tiểu thị nữ trù nghệ bây giờ không có để cho hắn thất vọng làm rất không tệ xem như được ta ba phần chân truyền chờ nhàn rỗi xuống ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu đến lúc đó liền có thể xuất sư lâm phàm tiếp nhận khăn lông ấm Lau đi khóe miệng vừa cười vừa nói. Cảm tạ cô gia khích lệ, về sau Tiểu Thanh sẽ cố gắng lên, chỉ cần cô gia muốn ăn, Tiểu Thanh liền mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Tiểu Thanh cao hứng nói. Đi, về sau ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Lâm Phàm gật đầu đáp ứng, cái này khiến tiểu thị nữ lập tức càng thêm cao hứng trở lại. Đối với dễ dàng thỏa mãn Tiểu Thanh, Lâm Phàm cũng là có chút yêu chiều, lần nữa vuốt vuốt cái đầu nhỏ nhu thuận, hắn mới đi ra khỏi phòng ăn. Tính toán thời gian, ta cái kia tiện nghi biểu đệ cũng nên đem kim loại trở về. Lâm Phàm nhìn xem mặt trời tính toán thời gian, nghĩ tới tại mang tử đoạt lại kim loại hiếm. Giống như ước hẹn, ngay tại lời hắn rơi xuống, lão quản gia lần nữa tìm đi lên. Lão gia, ngài họ hàng đường nhị công tử, lĩnh người kéo một nhóm hàng hóa tới. Lão quản gia cung kính mở miệng bẩm báo, theo Lâm Phàm địa vị càng ngày càng cao, bọn hắn có cùng vinh yên đồng thời, cũng cung kính hơn. Ân, ta đã biết. Lâm Phàm gật gật đầu, liền cất bước đi ra ngoài phòng, có những kim loại này, hắn cùng mặt Thiên Thiên nhắc đến cứu cực bản cơ quan áo giáp, liền có thể chính thức tiến hành đoán tạo có loại này áo giáp, không nói lấy thân thể phàm nhân sánh vai võ thánh, nhưng người luyện võ mặc vào, tuyệt đối có thể cho thế nhân lên lớp. đây mới là mắt cấp năng lực chân chính bi lực tấu chương xong.